Ba ngày, bọn họ chỉ cho chúng ta ba ngày để chuẩn bị. Ba ngày sau chúng ta phải xuất phát rồi. Nếu ngươi có ý xem ảnh một kiến gì, ngươi vẫn nên nhắc nhở chúng ta sớm thì tốt hơn. Ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Như Hữu đạo liếc nhìn ông ta, biết việc này thật sự không thể giải thích rõ. Trong lúc bên trong còn chưa giải thích rõ, bên ngoài thủ Khuyết Sơn Trang lại có khách quý đến thăm, là La Phương Phỉ đi theo đằng sau lưng là hai thị nữ, thân phận và địa vị của nàng bày ra ở đó thủ vệ Sơn Trang không dám cản nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước vào bên trong. Phiêu miếu các vốn là nơi do chín đại trí tôn liên thủ tạo thành, cũng có người của thánh địa Đại La. Được biết nàng đến, lập tức có người chạy đến đón tiếp. La Phương Phỉ vừa đi vừa hất tay áo, ra hiệu không cần đa lễ, đồng thời hỏi một câu, đinh vệ đâu? Người kia đáp, đinh tiên sinh không có ở đây, ngài ấy đã trở về rồi, không có ở đây, La Phương Phỉ giật mình. Sau đó nói, mau dẫn ta đến gặp người tham gia rèn luyện. Vâng, người kia lập tức dẫn đường, trực tiếp dẫn La Phương Phỉ đến Đại Viện. chương 1426, chỉ lo thân mình một. Tiến vào Đại Viện, La Phương Phỉ nhìn quanh một hồi, lại hỏi, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Ơ, ờ, người kia nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ vào một gian, ở đó. Nếu các chủ muốn gặp, để thuộc hạ đi gọi cho ngài. Không cần, La Phương Phỉ từ chối ý tốt của đối phương, bước thẳng đến phòng của Ngưu Hữu Đạo. Nàng không phải kẻ ngu, biết mình đến để làm gì, cũng không cần phải khiến người ta phải chú ý. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trang phục của nàng không phải người của phiêu miếu các, cũng không phải người tham gia rèn luyện. Người tham gia rèn luyện đều mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, đi đâu cũng bắt mắt vô cùng. Nhìn thái độ cung kính của người phiêu miếu đối với cô gái, hiển nhiên thân phận của nàng ở thánh cảnh không hề tầm thường. Đạo gia, có người đến, tần quan đang quan sát động tính bên ngoài nhìn thấy, lập tức quay sang nhắc nhở đám người như hữu đạo đang trò chuyện. Mọi người nghe xong, vội vàng ngừng lại, sợ người ngoài nghe thấy. Tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm cánh cửa, cũng không thông báo trước, La Phương phỉ xông thẳng vào phòng, mặt không thay đổi quan sát hoàn cảnh bên trong một chút. Người dẫn đường nhẹ nhàng quát một tiếng, thánh địa đại la, các chủ phương phỉ các đến, như hữu đạo, còn không mau ra bái kiến. Đám người trong phòng hơi kinh ngạc, bọn họ chưa từng gặp qua nhưng cũng đã từng nghe qua các chủ phương phỉ các của thánh địa đại la không phải là con gái của la thu một trong chín đại trí tôn sao so với những người khác như hữu đạo lẩm bẩm một câu hình như là vợ của toa như lai đối với bọn họ mà nói thân phận của la phương phỉ đích thật là đại nhân vật mọi người vội tiến lên cung kính hành lễ bái kiến các chủ điểm tên nghiêu hiếu đạo nhưng lại thấy một đám người lạ bái kiến mình ánh mắt la phương phỉ đảo qua mọi người không biết ai mới là nghiêu hữu đạo hoa à, ai là nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vội trả lời chính là tại hạ biểu hiện của la phương phỉ hơi tỏ ra kiêu căng lặng lẽ quan sát nghiêu hữu đạo từ trên xuống dưới ngươi chính là nghiêu hữu đạo kia sao cái gì mà còn cái này cái kia chẳng lẽ có đến mấy cái à nghiêu hữu đạo cảm thấy ngạc nhiên không biết vợ của toa như lai đến tìm hắn để làm gì nhìn biểu hiện thì có vẻ đến đây là vì hắn cũng không biết tìm hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn cẩn thận trả lời đúng la phương phỉ nhìn những người khác phòng nhỏ mà nhiều người chen lấn đến như vậy sao chẳng lẽ thủ khuyết sơn trang thiếu phòng ở đám người nghiêu hữu đạo không tiện trả lời vấn đề này thành viên phiêu miếu các lập tức lên tiếng ai không phải ở đây thì về phòng hết đi đừng chạy loạn khắp nơi đám người phù hoa nhanh chóng khúm núm rời đi vừa ra khỏi cửa tất cả đều nhìn nhau không biết la phương phỉ đến tìm nghiêu hữu đạo có chuyện gì mặc kệ vấn đề này tóm lại bốn người càng lúc càng hoài nghi nghiêu hữu đạo có tai mắt ở thánh cảnh nếu không vì sao la phương phỉ lại đến tìm nghiêu hữu đạo các người cầm mấy quyển sách nhỏ đó để làm gì la phương phỉ nhìn chằm chằm vật trong tay nghiêu hữu đạo vừa rồi nàng có để ý trong tay đám người kia cũng có thứ này vừa mới được phát nghiêu hữu đạo thuận miệng đáp thành viên của phiêu miếu các lập tức bước đến đoạt quyển sách nhỏ trong tay hắn sau đó hai tay cung kính dâng lên cho la phương phỉ nghiêu hữu đạo có tức giận cũng không còn cách nào khác La Phương phỉ lật quyển sách ra xem, rèn luyện tiếp theo của các người là săn giết yêu hồ. Trong lòng Nhiêu Hữu Đạo cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ nàng ta không biết rèn luyện là làm gì sao, nhưng ngoài miệng vẫn đáp đúng. La Phương phỉ ném quyển sách trở về, hỏi tiếp người có muốn quay về từ Kim Động hay không. Nhiêu Hữu Đạo ngẩn người, không hiểu ý của La Phương phỉ, thận trọng nói, nói không muốn về là giả. Thọ hạn của sư phụ ta sắp đến, thân là đệ tử, cũng nên ở bên cạnh phụng dưỡng. Nhưng, hắn bỗng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ quang minh lẫm liệt, chuyện thánh cảnh lớn đến như vậy, tại hạ phải nên phân rõ nặng nhẹ. La Phương phỉ cảm thấy thú vị, ném lại một câu, nếu đã muốn trở về, vậy thì ngươi hãy theo ta. Thứ gì vậy, Nghiêu Hữu Đạo nháy mắt, tưởng mình nghe lầm, vừa rồi hắn nghĩ rằng đối phương dùng lời nói để thăm dò mình, hóa ra là để mình đi, thật hay giả. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, nhân viên phiêu miếu các kia cũng tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi. Các chủ, cho hắn quay về. Vậy là để hắn rời thánh cảnh sao? Điều mà người kia hỏi là điều Ngưu Hữu Đạo muốn hỏi. La Phương phỉ dừng bước, lạnh lùng liếc nhân viên của phiêu miếu các, rồi lại quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo. Thế nào, ta tự mình đưa ngươi ra ngoài, người vẫn không muốn đi đúng không? Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nói, các chủ, không dám phiền ngài tự mình đưa tiêng. Không phải là hắn giả vợ yếu đuối, mà thực sự lòng hắn không thấy chắc chắn. Hắn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì, không phải là muốn dẫn mình đi rồi diệt mình chứ nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí còn có năng lực phán đoán con gái của la thua tự mình chạy tới tiêu diệt mình có cần thiết không thế nhưng hắn vẫn không thực sự dám đi cùng người phụ nữ này thực sự người phụ nữ này gây cho hắn cảm giác sâu không lường được khiến cho hắn hoàn toàn không có manh mối ở trong thánh cảnh này hắn vẫn cẩn thận từng chút một không dám bước sai một bước trong tình huống hiện giờ hắn cảm thấy ở lại vẫn an toàn hơn một chút la phương phỉ cho thể diện mà không thèm hả ta nói được là được, nàng ta nói cũng vô dụng, nhân viên phiêu miếu các khó xử nói. Các chủ, chuyện này dường như không ổn, xin hỏi các chủ, đây là ý của Thánh Tôn sao? La Phương phỉ quay đầu nhìn lại, lạnh giọng nói, có ổn hay không, có phải ý của Thánh Tông hay không, liệu có tới lượt ngươi hỏi ta không? Vâng, nhân viên phiêu miếu các ngậm miệng lại, chọc giận cô gái này, y cũng không chịu nổi. La Phương phỉ xoay người nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo, ta không mời nổi ngươi đúng không? không đúng không đúng nghiêu hữu đạo liên tục xua tay cười khan nói các chủ hiểu lầm ở đây còn có đệ tử hai tử kim động họ có theo ta trở về không hắn nghĩ bên người có hai người chẳng may có chuyện gì cũng có hai người trợ giúp la phương phỉ liếc tần quan và đình kiệt đừng phí lời họ ở lại ngươi đi theo ta nàng ta dù có làm bậy đến đâu cũng không dám dẫn tất cả đệ tử tử kim động ra ngoài nghiêu hữu đạo gượng ép cười nói họ là đệ tử đồng môn do ta mang đến các chủ xin cho ta dặn dò mấy câu. La Phương Phỉ không phản đối, đi ra ngoài trước. Ngưu Hữu Đạo lập tức dành thời gian căn dặn hai người Tần, Kha. Ta không ở đây, các người phải cẩn thận một chút. Kha Định Kiệt thấp giọng hỏi, cô ta thật sự để trưởng lão rời thánh cảnh về từ kim động sao? Ngưu Hữu Đạo, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đường đường con gái trí tôn tự mình chạy tới đưa ta rời đi, các người cảm thấy bình thường sao? Đừng mong chờ gì cả, lần này ta đi cũng khó lường hòa phúc các ngươi nghĩ ta bằng lòng đi hay sao cô ta đã chạy tới đây ta không có cả đường từ chối không đi cùng cô ta cũng không được ta không ở đây nữa các ngươi có thể kết hợp với nhóm người tứ hải để rèn luyện bọn họ sẽ nể mặt ta mà chăm sóc cho hai ngươi vâng hai người đáp lại như hữu đạo được rồi người phụ nữ kia đang chờ bên ngoài ta không trêu chọc nổi ta đi trước nói chung các ngươi phải cẩn thận hắn nói xong lập tức rời đi đi vào viện tử đụng tới là phương phỉ hắn không thấy La Phương Phỉ nói gì mà dẫn hắn đi luôn. Nhân viên trông coi căn nhà này của phiêu miếu các ngăn cản hai người một thoáng, La Phương Phỉ chừng mắt mắt quát lạnh. Cút ngay, người ngăn cản không dám cản trở quá đáng, bất đắc dĩ bị quát lui. Dọc đường đi đều như vậy, người của phiêu miếu các có thể nói là phải trơ mắt nhìn La Phương Phỉ dẫn nghiêu hữu đạo đi. Đây cũng là nguyên nhân La Phương Phỉ tự mình chạy tới, sợ người phía dưới không có thể diện đủ lớn. Đặc biệt là ở đây có đinh vệ, chương 1427, chỉ lo thân mình hai. Đinh vệ chính là một trong các đệ tử đầu tiên của trí vị trí tôn. Nếu đinh vệ ở đây, y chưa chắc đã nể mặt nàng ta. Ai ngờ đinh vệ lại vắng mặt, đúng là bớt đi nhiều chuyện cho nàng ta. Ở đây tất nhiên không có ai có thể cản nàng ta. Không ai làm chủ, vậy thì ai dám cứng rắn cản trở nàng ta. Nhân viên các phái trong các viện lớn đều xông ra cửa, chưa mắt nhìn như hữu đạo bị mang đi. Không ai hiểu rõ tình thế hiện giờ đám phù hoa lập tức chạy tới gian phòng của ngưu hữu đạo hỏi hai người tần kha rốt cuộc xảy ra chuyện gì hai người cũng không biết hai người nghĩ đến lời dặn dò của ngưu hữu đạo nếu hắn không có đây thì phải nương tựa vào nhóm người đối diện vậy nên đã kể lại tình huống vừa nãy muốn đưa ngưu hữu đạo rời thánh cảnh cho ngưu hữu đạo về từ kim động không cái thiên kinh ngạc biểu thị hoài nghi nói thật hay giả tần quan chúng ta cũng không biết chân tướng ra sao đi đi xem xem phù hoa nói cả đám bay lên nóc nhà dương cao tầm mắt nhìn xem lối ra vào thánh cảnh ở ngay gần đỉnh núi địa thế lại cao hơn bên này từ trên nóc nhà là có thể dễ dàng nhìn thấy như hữu đạo có thật tới lối vào hay không thấy thế không chỉ mấy người bọn họ mà những người của môn phái khác cũng bay lên nóc nhà muốn nhìn xem những người kia đang nhìn cái gì không sai ra khỏi sơn trang thủ khuyết như hữu đạo quả thực bị la phương phỉ dắt tới lối ra vào trên đỉnh núi lại thấy cái lồng chụp ánh sáng như hữu đạo cảm thấy khó tin Người này thật sự muốn đưa mình rời đi. Nếu chỉ một mình như hữu đạo có lẽ còn khó tới gần lối ra vào, không thể qua nổi cửa ải thủ vệ ở đây. Nhưng La Phương phỉ có ở đây thì tất cả đều dễ dàng rồi. Trên người nàng ta có lệnh bài đặc biệt cho phép ra vào, huống hồ thủ vệ ở đây không biết chuyện gì, chỉ hỏi một chút. La Phương phỉ đáp thoáng qua rồi bên kia lập tức cho đi. Quả thật là La Phương phỉ tự mình đưa tiến. La Phương phỉ dẫn nhiều hữu đạo đi vào trong màn sáng gợn sóng. Vừa đi vừa nghĩ, như hiểu đạo suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi chuyện gì. Hắn thấy thế nào cũng không giống như muốn hại hắn, nếu nói là vì không tiện ra tay ở sơn trang thủ khuyết, thế thì cũng không khó khăn đến nỗi phải đi ra khỏi thánh cảnh mới ra tay chứ. Sơn trang thủ khuyết, đám phù hoa đứng trên nóc nhà tận mắt nhìn như hiểu đạo đi qua lối ra vào, cũng cảm thấy là phương phỉ với thân phận như vậy cũng không có khả năng phải phí công phí sức đến mức đó để hại như hiểu đạo. Mọi người tụ tập trên nóc nhà, xem ra quả thật rời thánh cảnh lãng kinh không trầm giọng nói phù hoa cắn cắn môi quả nhiên có chuẩn bị hậu chiêu vị huynh đệ kết nghĩa này của chúng ta không phải kẻ tử tế hắn đi ra dạo một phòng rồi chẳng có chuyện gì đã trở về còn chúng ta lại ở đây lo lắng để phòng không cái thiên nắm quyền nói khó tránh không chịu tiết lộ một chút phong thanh nào thì ra hắn đã sớm biết là mình có thể trở về mấy người từ nóc nhà nhảy xuống chiều kính không lo được chuyện gì khác lập tức bay tới chỗ mấy người hỏi như hữu đạo xảy ra chuyện gì vậy những môn phái khác cũng dồn dập bay tới hỏi chuyện phù hoa cười lạnh chuyện gì người ta kết thúc rèn luyện rời thánh cảnh các chủ của phương phỉ các tự mình dẫn hắn ra ngoài chúng ta chậm rãi chơi ở đây đi a à, lại có chuyện như vậy trưởng lão khí vân tông thái thúc sơn thành kinh ngạc thốt lên tất cả xôn xao sắc mặt chiều kính trầm xuống rất khó coi như hữu đạo không nói tiếng nào đã ném họ lại bỏ chạy có quan hệ với phương phỉ các mà không nghĩ cách chăm sóc chúng ta một phen. Trưởng lão lăng tiêu các toàn thái phong lắc đầu thở dài, thầm nhủ trong lòng, vị lão đệ này quả nhiên lợi hại. Như vậy mà hắn cũng có thể lo thân bỏ chạy, thật không thể tưởng tượng được là hắn làm thế nào. Nghe mọi người nghị luận, Tần Quan và Kha Định Kiệt cho rằng những người ở đây nghĩ nhiều quá. Bản thân như trưởng lão cũng chẳng hiểu rõ là chuyện gì, cũng cảm thấy lần này đi hỏa phúc khó lường. Những người này dựa vào cái gì đã vội kết luận như trưởng lão thoát thân thấy người ta chê trách như vậy, hai người dù sao cũng là đệ tử Tử Kim động nên phải nói giúp trưởng lão của mình đôi câu. Đám phù hoa nhìn hai người như nhìn kẻ ngu si, cảm giác hai người họ đúng là khờ dại, vì hai người chẳng biết cái gì cả. Khi đám phù hoa mật đàm với Nưu Hữu Đạo, hắn vẫn luôn bài trừ hai người này ra ngoài. Họ cho rằng chỉ họ mới là những người được Nưu Hữu Đạo dặn dò trước tiên, biết Nưu Hữu Đạo sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới biết chân tướng trong đó. Nghiêu hữu đạo đề phòng cao độ đi ra từ trong màn sáng gợn sóng, lúc đó đèn đuốc trên các phòng ốc chung quanh đang huy hoàng. Bầu trời đầy sao, bên này đang là ban đêm, La Phương phỉ cất bước đi tới. Nhân viên phiêu miếu các ở đây kiểm tra qua một chút rồi lập tức tránh ra cho đi. Ngay cả người ở bên trong thánh cảnh cũng không biết được chuyện gì, những thủ vệ ở lối vào như họ tất nhiên càng không biết là chuyện gì. Con gái là Thu tự minh dẫn người ra ngoài thì còn có thể làm sao? Ghi chép vào là được, Chẳng may có chuyện gì thì La Phương Phỉ cũng sẽ tự gánh trách nhiệm. La Phương Phỉ đưa Nưu Hữu Đạo đi thẳng ra ngoài thành vây, hất cam, ra hiệu cho hắn có thể đi rồi. Đi, cứ vậy là đi, Nưu Hữu Đạo nhìn thế giới bên ngoài, lại quay đầu nhìn thành vây đèn đuốc sáng choang. Đúng là hắn muốn đi, nhưng không dám đi. Hắn thực sự không biết người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, nên chân chậm chạp không dám cất bước. Trong đầu hắn đang cao tốc suy nghĩ, hy vọng có thể bắt lấy chút dấu vết để phân tích nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ mù mịt. Hắn tự vấn lòng, bản thân mình không phải kẻ ngốc, nhưng đối mặt với người phụ nữ này thì nội tâm bị đảo loạn tung phèo, một chút ngọn ngành cũng không có. Không chỉ không chắc chắn, mà hắn cũng không nắm được một chút xíu manh mối nào về người phụ nữ này. Hắn hoàn toàn dối tay dối chân không thể ứng đối nổi. Đạo lý rất đơn giản, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Dù thế nào cũng phải có một câu tại sao chứ, nhưng hắn không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào manh mối duy nhất có thể hoài nghi chính là đối phương là vợ của Toa Như Lai. Chẳng lẽ vì hắn có qua lại với Toa Như Lai, có quan hệ gì đó với Toa Như Lai? Nhưng lại đơn độc thả mình ra, lại còn là con gái của thánh tôn tự mình đưa ra ngoài là sao? Như mỗ làm gì có thể diện lớn như vậy? La phương phỉ, làm gì, còn muốn ta tự mình đưa người tới tử kim động hay sao? Không có không có, như hữu đạo xua tay, cười gượng, lại hỏi. Thật sự cho ta quay về, tại hạ có thể hỏi một câu tại sao không? la phương phỉ người không cút đi có tin ta khiến người vĩnh viễn không đi được ấy các chủ bảo trọng tại hạ cáo từ như hữu đạo chắp tay lùi về sau vài bước rồi xoay người đi nhanh hắn vừa đi vừa cảnh giác bốn phía bước chân cũng từ từ chậm lại hắn lại quay đầu phát hiện la phương phỉ đã xoay người đi rốt cuộc là sao đây như hữu đạo có thể nói là đã cẩn thận từng bước chân rất có cảm giác lưu luyến không rời với thánh cảnh chờ hắn đi tới bên bờ biển đối mặt với biển rộng rào rạt trong đêm phát hiện vẫn không có điều bất ngờ gì xuất hiện hắn gãi đầu thực sự lơ ngơ thực sự không nghĩ ra tạm thời cũng lười suy nghĩ nghiêu hữu đạo ngước lên nhìn trời sao phân biệt phương hướng nhờ sao trời rồi lắc người bay về phía biển rộng mênh mông hắn chuẩn bị đi một bước xem một bước tin tưởng nếu đối phương có mưu đồ gì thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đầu mối hiện giờ manh mối để phân tích của hắn thực sự có hạn các ngươi làm ăn thế hả bao nhiêu người như vậy mà có thể để cô ta dẫn người rời đi. Không được cho phép, kẻ tham gia rèn luyện không được rời khỏi đại viện kia, các người không biết sao. Trường 1428, không tiếc cái giá cũng phải mau chóng tìm người về. Sơn Trang thủ khuyết, quản sự Hoàng Ban trở về, kết quả là nghe nói nhiều hữu đạo được La Phương phỉ mang đi, vừa giận vừa sợ, lập tức quát mắng đám thủ hạ. Có thủ vệ đau khổ nói, chúng ta cũng ngăn cản, nhưng không ngăn được chúng ta cũng không thể thực sự ra tay với cô ta chứ ra tay thì thế nào sợ con tiện nhân kia hay sao ở đây không phải thánh địa đại la không phải chỗ mà con tiện nhân kia điêu ngoa tùy hứng được hoàng ban quát mắng tức giận không nhẹ chuyện rèn luyện này được đinh vệ giao cho ông ta phụ trách bây giờ lại để người chạy mất bảo ông ta làm sao báo cáo kết quả còn về chuyện mắng la phương phỉ là tiện nhân thì cũng không là cái gì ông ta không phải tu vĩ giới tu hành bình thường mà là người của thánh địa đại nguyên không sợ người của thánh địa đại la. Mắng thì mắng, nhưng vẫn phải đối mặt hiện thực, ông ta giận giữ mắng mỏ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Sau khi hít sâu vài hơi, Hoàng Ban hỏi, có biết tiện nhân kia đưa nghiêu hữu đạo đi đâu hay không? Có người nói, chỉ nhìn thấy mang đi tới lối ra thánh cảnh, sau đó thấy La Phương phỉ một mình quay về. Không thấy nghiêu hữu đạo trở về, khả năng là đưa ra khỏi thánh cảnh. Đi, Hoàng Ban giống lên, phất tay gọi người, bay thẳng ra khỏi sơn trang thủ khuyết, đi tới lối ra kết quả xác thực đúng vậy thủ vệ lối ra xác nhận việc la phương phỉ dẫn nghiêu hữu đạo ra thánh cảnh hoàng ban vội dẫn người ra khỏi thánh cảnh đi tới lối vào lại xác nhận tình huống từ chỗ thủ vệ kết quả là lại được xác nhận hoàng ban cấp tốc dẫn người ra khỏi thành vây được thủ vệ ở đây gợi ý phương hướng nhóm người xuất hiện tại bờ biển chỗ nghiêu hữu đạo tương đứng nhưng nào còn thấy bóng người nhân viên phiêu miếu các đi theo hỏi hoàng quản sự người đã đi rồi làm sao bây giờ Hoàng Ban quặng mặt lại, không đuổi kịp Nghiêu Hữu Đạo thì ông ta nhất thời có thể có biện pháp gì. Bên ngoài trời đất bao la, biển rộng mênh mông, Nghiêu Hữu Đạo đi hướng nào mà họ cũng chẳng biết. Mấy người bọn họ bay lung tung tìm kiếm không có mục đích chẳng khác nào mò kim đáy biển. Còn về việc vận dụng nhiều người đi tìm thì, ông ta không có quyền hạn lớn đến mức có thể trắng trợn vận dụng nhân viên phiêu miếu các. Trở về, Hoàng Ban cấp tốc dẫn người vòng vèo quay về thánh cảnh. Khi chạy về Sơn Trang Thủ Khuyết, ông ta sai người gửi tin khẩn cấp cho đinh vệ. Sự tình đến mức độ này, ông ta không thể nào tự quyết được, nhất định phải do đinh vệ đứng ra mới được. Trên một hải đảo giữa biển Đông Hải Minh Mông, Nghiêu Hiếu đạo đạp một kẻ dưới đất, cầm dao bầu to đùng lắc lư gác lên cổ kẻ dưới chân. Người bị dẫm lên mặt đất liên tục xin tha, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy người cầm đao kiếm chung quanh nhìn chầm chầm, quát. Thả đảo chủ của chúng ta ra, tha cho người khỏi chết trên đất còn mấy người nữa, hoặc mũi miệng chảy máu rên rỉ, hoặc hôn mê bất tỉnh. Có kẻ bị đánh hiện ra nguyên hình, đều là do Ngưu Hữu Đạo đả thương. Đây là một hải đảo do yêu tu chiếm giữ, Ngưu Hữu Đạo đã tìm đến họ cầu viện, hắn đã nói rõ thân phận, ai ngờ cái lũ yêu tu gan to bằng trời nay lại dám dở thủ đoạn thấp hèn để đánh lén hắn. Bề ngoài chúng chiêu đãi nhiệt tình, mà bên trong lại ngầm hạ độc. Ngưu Hữu Đạo một thân một mình ở bên ngoài, làm sao có thể không phòng bị chút nào? hắn ẩn giấu lòng cảnh giác, cho hề nay không thể gạt được người từng trải như hắn, đã bị hắn nhìn xuyên thấu. Thấy việc mình làm đã bị nhiều hữu đạo biết rõ, mềm dẻo không được, cả đám yêu tu chơi cứng luôn, nhưng cuối cùng lại khô âm phải đối thủ của nghiêu hữu đạo, cho nên mới có cảnh tượng bấy giờ. Lại nói, một lũ tiểu yêu trên một hòn đảo nhỏ thì có thể lợi hại cỡ nào? Nếu nghiêu hữu đạo còn không xử lý được chúng thì quả là lăn lộn uổng phí bao nhiêu năm qua nghiêu hữu đạo gác đao lên cổ kẻ dưới chân không để ý những kẻ đang kêu gào hiểu lầm lá gan ngươi không nhỏ đâu không biết ta và điện chủ lãng kinh không của điện phục ba ở đông hải này là huynh đệ kết nghĩa hay sao dám ra tay với ta sống phát chán rồi hả lưỡi đao đâm vào dao cổ đối phương hiểu lầm đúng là hiểu lầm tên đảo chủ kia bị đau kêu lên giải thích đại gia nếu ngài thật sự là nghiêu hữu đạo đạo gia chúng ta tất nhiên coi ngài là tổ tông nhưng mà lời giải thích của ngài quá vô căn cứ đạo gia đã đi cùng điện chủ điện phục ba đi thánh cảnh rèn luyện ngài còn chạy tới nói ngài là nghiêu hữu đạo bảo chúng ta làm sao mà tin nghiêu hữu đạo ta đã nói với ngươi rồi còn gì ta vừa từ thánh cảnh ra đạo chủ bị dẫm dưới chân dở khóc dở cười ngài nói đùa với ta làm gì thánh cảnh là nơi nào sao lại có thể muốn vào là vào muốn ra là ra ngài muốn viện lý do thì cũng đừng kiếm loại này nếu mà ta nghe lời ngài ta sẽ không còn mặt mũi nào đi về báo kết quả được Đối phương nói cũng có đạo lý, như hữu đạo không biết gần đây mình đạp cướp chó hay sao mà đen đuổi. Đụng phải chuyện muốn giải thích rõ mà cũng không được này, hắn cũng lười rông dài với lũ tiểu yêu này, chọc lưỡi đao vào cổ tên bên dưới. Hiện giờ ngươi ở dưới đao của ta, có thể báo cáo cho bên trên chưa? Vị đảo chủ liên mồm nói, có thể có thể, hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, có thể trả lời. Chợt gã quát thủ hạ chung quanh, ngu người làm gì, còn không mau chuyên tin, cứ nói nghiêu hiểu đạo đạo ra đã ra khỏi thánh cảnh, muốn mượn một con phi cầm sử dụng. Con tin trong tay nghiêu hiểu đạo, đám tiểu yêu sợ ném chuột vỡ đồ, lập tức làm theo. Không sai, nghiêu hiểu đạo muốn mượn một con phi cầm trở người từ Đông Hải, mục đích của hắn tất nhiên là quay về từ Kim Động. Hắn hiện tại một thân một mình, kẻ thù không ít, muốn giết hắn có rất nhiều người. Hắn đương nhiên muốn mau chóng quay về từ Kim Động cho an toàn. Biển lại rộng mênh mông, dùng pháp lực vượt biển quá tốn thời gian và pháp lực qua khỏi biển lại còn lục địa, lộ trình cũng không gần, nên mượn vật cưỡi thì tiện hơn. Nhưng mà lăn qua lăn lại cũng mất một phen, đám tiểu yêu trên đảo nghe nói nghiêu hữu đạo đến cũng không đứa nào tin. Chúng phải người đã gặp nghiêu hữu đạo đến nghiệm chứng, là yêu tu đã đi bí cảnh thiên đô. Người đến vừa nhìn đã thấy thật sự là nghiêu hữu đạo, lại khẩn cấp quay về báo cáo. Chờ đến trời sáng, từ trên không phía xa có ba con phi cầm cỡ lớn bay tới. Đại thánh thủ lĩnh của Đông Hải tới rồi, lại không chỉ một người, may mà cuối cùng cũng có người chạy tới cứu vớt đám thuộc hạ. Trước khi đại thánh Đông Hải tới, yêu tu ở hải đảo gần đó đã tu tập tới khá đông. Họ nghe nói nhiều hữu đạo từ thánh cảnh ra nên đến xem trò vui là chính. Đám người từ trên trời hạ xuống, thấy thực sự là nhiều hữu đạo. Đại thánh Đông Hải ngạc nhiên, nhiều hữu đạo, thật là ngươi, không giả đâu, nhiều hữu đạo cười. Cúi người nâng kẻ dưới đất lên, vỗ vỗ vai đối phương. Huynh đệ, đắc tội, ngươi xem, ta không lừa ngươi chứ. Đại Thánh Đông Hải đã nghe kể tình huống, tuy Nhiêu hữu đạo đánh người bên này nhưng không hạ độc thủ, y phất tay quát. Còn không cảm ơn người ta đã nương tay đi, cả đám yêu quái trên đảo bấy giờ mới cúi đầu xin lỗi Nhiêu hữu đạo với vẻ oan ức. Chúng ta có mắt không tròng, cảm ơn đạo ra nương tay. Họ oan ức là vì bị đánh mà không thấy Đại Thánh làm chủ giúp họ, lại không biết rằng, đối với mấy người Đại Thánh Đông Hải vừa mới đến mà nói, chuyện Nhiêu hữu đạo chạy ra được từ thánh cảnh quan trọng hơn chút xíu oan ức ấy nhiều không cần cảm ơn, hiểu lầm thôi. Như hữu đạo hào phóng nở nụ cười, ra vẻ hoàn toàn không tính toán. Cút, đại thánh Đông Hải phất tay, đuổi hết đám vướng chân vướng tay ra. Y tới trước mặt Như hữu đạo, nhìn trang phục đỏ rực mà lại chẳng ra hình thù gì của Như hữu đạo, hiếu kỳ hỏi. Làm sao lại mặc thế này? mươi 1429, Chí Tôn La Thuộc một. Như hữu đạo, ai đi vào cũng bị lột sạch, đều phải mặc thế này. Lãng kinh không cũng không ngoại lệ, đại thánh Đông Hải rất kinh ngạc bao gồm cả nghiêu Hữu Đạo, y đã tận mắt thấy mọi người đi vào trong thánh cảnh, bởi vậy hỏi: "Ngươi làm sao lại đi ra khỏi thánh cảnh, không rèn luyện sao?" Lãng Kinh không đâu, chỉ một mình ngươi đi ra. Nghiêu Hữu Đạo than thở, việc này nói rất dài dòng, bản thân ta cũng chẳng hiểu ra sao đã bị người ta ném ra. Hắn chỉ chỉ bốn phía, bao nhiêu người như vậy, xem ra tin tức ta ra khỏi thánh cảnh là không giấu nổi. Đại thánh, ta không thiếu kẻ thù, tiết lộ hành tung rồi sẽ không còn được an toàn, ta không thể ở đây lâu, phải mau chóng quay về tử kim động. Làm phiền ngài cho ta mượn một con phi cầm thay cho đi bộ. Đại thánh Đông Hải cũng không miễn cưỡng hắn, không chỉ cho mượn vật cưỡi mà còn tự đưa tiến. Không phải nói rất dài dòng sao, dù có dài hơn nữa, y cũng phải hỏi ra được nhiều hữu đạo làm sao lại đi ra. Y tự mình đưa tiến chính là để dọc đường hỏi han chuyện tình. Ba con phi cầm cỡ lớn đồng thời bay lên không, chở nghiêu hữu đạo bay khỏi. Mấy người bên đại thánh Đông Hải dắt tay hộ tống. Ta bảo ngươi lo liệu việc rèn luyện, vừa bắt đầu, ngươi đã để xảy ra chuyện như vậy cho ta hả?" Trong sơn trang thủ khuyết, đinh vệ nhận được tin tức lập tức vội vàng trở về từ thánh địa Đại Nguyên. Sau khi biết tình hình, y mắng Hoàng ban như máu chó xối đầu. Hoàng ban vẻ mặt đưa đám nói: "Ta không ngờ mới rời đi có một chút mà La Phương phỉ đã chạy tới. Đều là do sai lầm của ta, xin tiên sinh trừng phạt." "Trừng phạt? Trước tiên ngươi cần phải tìm người trở về cho ta." Sau khi quát mắng xong, đinh vệ chắp tay đi tới đi lui. à, tiện nhân mê trai kia làm cái gì vậy, cố ý chơi ta đúng không? Muốn bình tĩnh cũng khó, chuyện rèn luyện thánh cảnh xảy ra cơ sự như vậy, vừa bắt đầu đã lủng lộ lỗ như cái sọt, bảo y phải báo lên trên thế nào. Đinh vệ dừng bước, quay lại mắng, ngươi còn đứng đó làm gì, ngươi tự dẫn người đi tìm, không được bỏ qua bất cứ nơi nào mà nghiêu hiểu đạo có thể đi, phải tìm người về đây cho ta. Về chuyện nhân lực, người có thể sử dụng toàn bộ người của phiêu miếu các, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm người về nếu không tìm được người về đưa đầu tới gặp ta y tiện tay ném lệnh bài ra vâng hoàng ban nhận lệnh bài bước nhanh rời đi không bao lâu sau hoàng ban xuất hiện ngoài thánh đảo dẫn một đoàn nhân viên phiêu miếu các mấy chục con phi cầm cỡ lớn bay đi các nơi đồng thời từ trong thành vây thả ra mấy trăm con kim xí bay tới các địa điểm của phiêu miếu các ở các nơi truyền lệnh vận dụng nhân lực tìm người thực sự bày ra trạng thái không tiếc giá nào Thánh điện Đại La, thánh điện Đại La nằm trên đỉnh ngọn núi chính, khí thế rộng rãi, mái cong vút lên trời. Trong điện, sàn nhà lát ngọc xanh trơn bóng, cả đại điện đều do ngọc xanh tạo thành, gây cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cho người xem, cũng khiến cho người ta cảm giác dị thường nghiêm túc đến một ngạt. Trong điện trống rỗng, Toa Như Lai và La Phương Phỉ đứng sóng vai, lặng lặng đứng yên chờ đợi, chờ cơn giận lôi đình khả năng sắp xuất hiện. Sư huynh, xin lỗi, La Phương Phỉ lại nhỏ giọng nói nàng ta đã nói xin lỗi mấy lần, toa như lai vẫn không nói tiếng nào, cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Khi người phụ nữ này nói sẽ dẫn nhiều hữu đạo ra, ông ta cũng không nói gì, bởi vì cảm thấy đó là chuyện không thể. Ông ta biết đinh vệ bên kia sẽ không thể tha người, cảm thấy để người phụ nữ này đi đụng phải tường một lần cũng không phải chuyện xấu. Ai ngờ, người phụ nữ này chẳng phí sức chút nào đã dẫn nhiều hữu đạo đi, bảo ông ta phải nói gì cho phải. Ban đầu toa như lai chưa biết chuyện gì xảy ra, bởi vì la phương phỉ lặng lẽ làm xong chuyện dễ dàng dẫn nghiêu hữu đạo ra khỏi thánh cảnh chỉ yên lặng lấy lòng ông ta không hề khoe khoang thành tích. bên phía sư phụ đột nhiên có người tới truyền lời bảo hai vợ chồng họ tới một chuyến la phương phỉ muốn hỏi xem phụ thân gọi họ qua có chuyện gì người đến lại hỏi có phải nàng ta đưa nghiêu hữu đạo ra khỏi thánh cảnh la phương phỉ nói phải toa như lai đứng yên không nói gì người đến cười khổ nói chuyện này đã khiến các thánh địa khác mất vui đã truy hỏi thánh tôn xem là chuyện gì muốn thánh tôn trả lời toa như lai biết việc này đã bị xé ra to vẫn câu nói kia chuyện rèn luyện thánh cảnh là do cửu thánh cùng quyết định không phải một nhà quyết định bây giờ lại có người phá hoại thánh địa đại la nhất định phải giải thích ở sâu trong điện tiếng bước chân bình tĩnh đều đều truyền tới một ông lão mặc áo bào xanh từ phía sau đi ra vóc dáng gầy gò không cao rất bình thường chỉ là vô cùng sạch sẽ gọn gàng chỉ một ông lão tầm thường như thế nhưng khí thế của ông ta bế nghệ khiếp người. Ở địa vị bề trên lâu năm, tinh khí thần dù đã nội liếm vẫn khiến người đối diện có cảm giác có thể phun trào bất kỳ lúc nào. Người tới không ai ngoài một trong chín vị trí tôn, La Thu. Bây giờ, người trong giới tu hành có thể gặp được ông ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ở bên ngoài thánh cảnh căn bản có gặp cũng chẳng biết ông ta là ai. Bái kiến thánh tôn, hai vợ chồng toa như lai hành lễ rất đúng mực, xưng hô tùy theo từng trường hợp là điều cần thiết trong quy củ, la thu không ngừng bước đi thẳng đến trước mặt hai người cách một khoảng rất gần mới dừng lại ánh mắt ông ta nhìn người này nhìn người kia cuối cùng mới hơi dịch bước sang đối diện với toa như lai ông ta hiền hòa nói như lai ta có vài việc muốn hỏi ngươi toa như lai cung kính nói mời sư phụ nói đệ tử biết gì nói nấy la thu trước đây ta không muốn hỏi nhiều vài việc nhỏ không đáng cho ta phí miệng lưỡi thế nhưng việc nhỏ tích góp lại cũng có khả năng hóa thành việc lớn con bé này đôi khi làm việc mà ta không hiểu, ngươi là người bên gối của nó, hiểu rõ tính tình phụ nữ, người làm cha như ta chưa chắc đã có thể hiểu bằng người đàn ông của nó. Con bé đang yên đang lành vì sao bỗng chọn nhiều hữu đạo kia vào danh sách rèn luyện thánh cảnh. Con bé đang yên đang lành làm sao đột nhiên chạy đi sơn trang thủ khuyết dẫn nhiều hữu đạo kia ra khỏi thánh cảnh. Như lai, ta muốn nghe ngươi giải thích, La phương phỉ vội nói, phụ thân, không liên quan đến sư huynh, con bé này, con cũng không còn nhỏ nữa có còn biết quy củ là gì không la thu lạnh lùng lườm sang ngữ khí không chút rung động vô cùng ổn định nói ta đang hỏi sư huynh con đừng xen mồm vào ta muốn nghe nó giải thích toa như lai mím miệng cúi đầu nói đều là đệ tử sai là đệ tử suối sư muội làm như vậy không phải la phương phỉ cuống lên nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị la thu lườm một cái chặn lại có điều khi nàng ta cắn môi nhìn toa như lai ánh mắt như đưa tình trong lòng nàng ta đang vạn phần ngọt ngào. Rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến sư huynh, cũng là do nàng ta làm sao, nhưng sư huynh không hề trách cứ mà lại vơ hết vào người mình, một thân gánh chịu thay cho nàng ta. Dưới cái nhìn của nàng ta, bất kể sư huynh trước đây lạnh nhạt với mình bao nhiêu, nhưng có lần này thì tất cả đều đáng giá, chứng tỏ trong lòng sư huynh vẫn có nàng ta. La thua ồ một cái, tiếp tục hỏi, tại sao vậy, chỉ một nghiêu hữu đạo, vì sao lại khiến ngươi làm như vậy? Ta cần lý do, Toa Như Lai trầm mặc, ấp ủ lời giải thích, nói. Đệ tử đã tiếp xúc với hắn ở thiên cốc, thấy hắn cản dỡ, định ép hắn vào đường chết. Ai ngờ hắn tránh được một kiếp, lần rèn luyện thánh cảnh này, đệ tử muốn nhân cơ hội dạy dỗ hắn một phen. La Thu, chỉ là một tên nghiêu hữu đạo, đệ tử thân truyền của ta muốn dẫm chết một con run dế mà cần mất công sức như thế sao? Giết thì giết, không lật nổi sóng gió, phải phí thời gian như vậy sao? ta không hài lòng với lời giải thích này của ngươi, đổi lại lời giải thích khác nói cho ta nghe. Chương 1430, Chí Tôn La Thu 2 Nếu Nghiêu Hữu Đạo nghe thấy câu nói này, được biết tên của mình lại được đường đường Thánh Tôn của Thánh Địa Đại La nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có khi hắn lại cảm thấy vui mừng. Nhưng Toa Như Lai đang khó khăn vô cùng, ông ta muốn nói là để dạy dỗ Nghiêu Hữu Đạo một trận cũng không được, muốn nói giết Nghiêu Hữu Đạo thì lại quá dễ dàng, bảo ông ta phải giải thích thế nào đây thấy toa như lai chậm chạp không nói ra được, la thu tử tốn nói. Sự đã xảy ra thì tất phải có nguyên nhân, vì sao thì trong lòng ngươi biết rõ ràng, ngươi không nói ra được, vậy chỉ có một khả năng là không tiện nói ra miệng. Vậy ta có thể hiểu là vì trong lòng ngươi có ý kiến gì đó với nhiều hữu đạo, có suy nghĩ không tiện để người ngoài biết. Trước mặt ta không nói gì, vậy ta có thể cho rằng đó là một suy nghĩ không tiện nói với ta. Sẽ là ý tưởng gì đây, muốn gạt ta sao? lời này thực sự muốn chọc vào tim người ta toa như lai cuống quyết giải thích sư phụ con không có ý gì khác thuần túy là trùng hợp mà thôi la phương phỉ nghe mà cũng hãi hùng khiếp vía phải giải thích không giải thích là không xong sẽ xảy ra chuyện nên nàng ta vội vàng nói phụ thân không như phụ thân nghĩ đâu sư huynh thật sự không biết chuyện là con gạt sư huynh gây ra con bé đang nói chuyện giúp ngươi ngươi nói xem ta có muốn nghe nó giải thích hay không con gái lớn rồi, cùi trỏ dễ hướng ra ngoài, ngươi nói xem nó có thể vì ngươi mà lừa gạt ta hay không. La Thu đi vòng ra sau hai người, ghé vào sau gáy toa như lai hỏi. La Phương phỉ vội nói, phụ thân, không đâu, con gái nhất định ăn ngay nói thật, tuyệt không dám giấu giếm phụ thân bất kỳ điều gì. Ngay cả một lời giải thích của con gái mà ta cũng không nghe, dường như thật không còn gì để nói. La Thu xoay người nhìn về phía ngoài điện, chắp tay xoay lưng về phía hai người. Được, nếu con gái của ta nhất định muốn giải thích ta nghe con gái của ta giải thích la phương phỉ quay người sang phụ thân thật sự không liên quan tới sư huynh lúc trước khi nói đến chuyện rèn luyện thánh cảnh sư huynh chỉ hỏi đến danh sách một chút nàng ta kể lại đầu đuôi câu chuyện lần này dưới áp lực của phụ thân cũng để nói giúp cho toa như lai like. nàng ta nói rất tường tận quả thực không dám giấu giếm điều gì toa như lai like hơi cúi đầu hàm bệnh ra vẻ nhẫn nhịn nghe xong giải thích la thu xoay người về không nhìn con gái mà lại đối diện với toa như lai ông ta hơi nghiêng người về phía trước mặt gần như tới sát mặt toa như lai nhẹ giọng nói ban đầu ta không muốn gả con gái của ta cho ngươi nhưng con bé này không hiểu sao cứ thích ngươi giữ vững mối tình thắm thiết với ngươi cũng do ta chiều nó từ nhỏ hỏng người rồi với cái tính của nó nó đã nhất quyết chọn ngươi ta cũng chẳng có cách nào gả nó cho người khác nếu ta gả nó vào nhà khác nó vẫn cứ nháo nhào đòi tìm người đàn ông khác thì phải làm sao việc này nó làm được, ta hết cách nên đành phải gả nó cho ngươi, như vậy có phải oan ức cho ngươi không? Toa như lai vội đáp, không có, là con làm cho sư muội oan ức, la thu, nó khăng khăng một lòng một giả với ngươi như thế, ngươi nói nó đi đằng đông, nó sẽ không đi về phía tây. Ngươi không cho nó làm điều gì, chắc chắn nó sẽ không làm. Ngươi thích cái gì thì nó sẽ thích cái đó. Lão già ta bị nó làm mất hết thể diện rồi. Một con bé như thế, ngươi lại nhắc tới nhiều hữu đạo trước mặt nó làm gì phu thê bao năm chẳng lẽ ngươi không biết là nó sẽ làm ra chuyện gì sao được rồi coi như lúc trước ngươi bị bất ngờ nhưng sau đó nó đã nói là sẽ để nghiêu hữu đạo cút ra ngoài sao ngươi không ngăn cản ông ta nói xong lại quay sang nhìn la phương phỉ ý như muốn hỏi ngươi không ngờ tới sao la phương phỉ căn bản không hề nghĩ sâu xa gì dù là ngay lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều toa như lai vội giải thích lúc trước quả thực là con bị bất ngờ lần này đệ tử cũng bị bất ngờ đệ tử hy vọng nàng đụng phải tường một lần để sửa đổi tính tình của nàng đệ tử cho rằng đinh vệ sẽ không đồng ý cho nàng thả người ai mà biết đinh vệ đúng lúc không có đó chuyện này thực sự vượt ra ngoài dự liệu của đệ tử la thu hỏi ngược lại nếu ngươi lên tiếng nó sẽ không làm như vậy có thể tránh việc xảy ra đúng hay không toa như lai khó nhọc nói đều là đệ tử sai được là chuyện bất ngờ ta tin lời giải thích của ngươi la thu đứng thẳng người vuốt cằm nói cũng phải nếu có thể sửa đổi tính khí của con bé này thì cũng tốt ta cũng hy vọng nó sửa đổi không phải chuyện ghê gớm gì chuyện đã qua thì để nó qua nhưng mà như lai like, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút toa như lai like, để tử rửa tai lắng nghe la thu nói người đời luôn nói quan thanh liêm khó đoạn tuyệt chuyện nhà đây là một lý lẽ người ngoài khó nhúng tay vào việc trong nhà nó đã gả cho ngươi vậy có chuyện có thể nói có chuyện ta không thể xen vào giữa phu thê các ngươi hai người các ngươi đóng cửa bảo nhau, ngươi làm nó vui vẻ cũng được, mà khổ sở cũng được, ta không cách nào quản hết. Giết người dễ, ép người yêu thích người thì khó, nhưng ngươi phải hiểu, một người đàn ông không thể dạy dỗ được người phụ nữ của mình là do năng lực của ngươi bị khiếm khuyết. Đàn ông bị người phụ nữ trong nhà tùy hứng lên mà bị cản tay thì không thể chịu nổi trách nhiệm lớn lao. Quản nó cho tốt, người muốn nói gì nó cũng rất dễ dàng, nó sẽ nghe lời ngươi. Ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh nữa, hiểu chưa? bằng không ngươi phải gánh chịu hậu quả. Toa như lai, like, vâng, đệ tử nhớ kỹ. La Thu gật đầu, mắt liếc hai người một lượt, nhiều năm qua không tán gẫu với hai đứa bao nhiêu, hôm nay nói hơi nhiều. Nói xong việc nhà lại nói việc chính, làm sai là sai, mà sai thì phải phạt, ta cũng phải cho các nhà khác câu trả lời. Con gái, phạt con vào trong động quay mặt vào tường hối lỗi 10 ngày, đi thôi. La Phương phỉ không vui, dậm chân lầu bầu, phụ thân, không phải chỉ một nghiêu hữu đạo sao vậy mà phạt con gái lẽ nào con gái trong mắt phụ thân còn không quan trọng bằng một nghiêu hữu đạo hay sao la thu nói một câu lạnh như băng quay vào tường hối lỗi một tháng la phương phỉ á khẩu không nói tiếp được nàng ta còn muốn nói tiếp lại bị toa như lai vội vã giật giật tay áo sư huynh ngăn cản la phương phỉ quyệt miệng không làm được gì khác đành ngoan ngoãn nhận mệnh động tác nhỏ đó rơi vào mắt la thu ông ta lập tức quát khẽ người đâu dẫn đi ngoài điện lập tức có hai người đi vào bắt lấy hai bên tay La Phương Phỉ, dẫn nàng ta đi. La thu vùng tay áo một cái, cũng xoay người đi. Đi được vài bước, thân hình ông ta loáng cái biến mất giống như ảo ảnh. Gió nhẹ phiêu đáng quanh điện, toa như lai lẻ loi hơi không người, sau đó cũng xoay người rời đi. Ra khỏi điện, đi tới giữa sườn núi, toa như lai chợt quay đầu nhìn về phía tòa thánh điện sừng sững kia. Liên tiếp các câu hỏi vừa rồi của người trong điện khiến ông ta gặp áp lực cực lớn. Áp lực kia ép ông ta nghẹt thở, thậm chí tới tận lúc này cảm giác nơm nớp lo sợ vẫn còn đó đệ tử của chín vị trí tôn người ngoài ước ao cực kỳ nhưng mùi vị thực sự của nó ra sao chỉ bản thân người trong cuộc mới biết ông ta quay lại đi xuống núi đi thẳng tới sau một khung cửa sổ tại tầng một của thánh điện la thù chắp tay đứng sau song cửa hờ hững nhìn theo bóng người xuống núi ánh mắt hơi sáng lên biệt viện mao lư văn mạc nhi đi ra khỏi phòng nhìn thấy cửa an của quy miên các trong sân chợt ngẩn người cúi đầu, đứng trên bậc thang không xuống nữa. Chuyện nghiêu hữu đạo tác hợp cho nàng ta và cự an kết hôn bây giờ đã không còn là bí mật. Thậm chí đã có đệ tử cùng thế hệ đi sang chúc mừng nàng ta, bấy giờ nàng ta mới biết hôm đó nghiêu hữu đạo đàm luận với trưởng môn cung lâm sách bên ngoài quy miên các về việc gì. chương 1431, người ở dưới mái hiên. Cho dù trước đó đã có suy đoán, nhưng nàng ta không có ở hiện trường, bị nghiêu hữu đạo bảo lui. Cự an có vẻ lúng túng, tay sách một cái rổ, trong có mấy trái cây, không biết nên nói gì cho phải. Song Phương im lặng một lúc, cuối cùng Cự An lấy hết dũng khí tiến lên, đi tới bậc thang, đưa rổ trong tay ra, cố giận nụ cười nói. Ta mới thấy một cây ăn quả sau núi mọc ra quả rất tốt. Văn Sư muội chút lòng thành, đừng vội ghét bỏ. Văn Mặc Nhi thấp giọng nói, Cự Sư Huynh, không cần, nàng ta không muốn nhận vật này, nói đúng hơn là, Cự An không phải đối tượng mà nàng ta muốn nàng ta không hy vọng người đàn ông tương lai của mình là kẻ có quyền khuynh thiên hạ hoặc anh hùng nổi tiếng thế gian nhưng cũng không hy vọng đó là một người gác cửa cự cử an chỉ là một người trông cửa đàng hoàng ở ngoài quy miên các mà thôi dù y là gác cửa cho trưởng lão lâu năm nhất của tử kim động nhưng kết quả đã có thể thấy trước tuổi thọ của trung cốc tử đã tới hạn không có người nối nghiệp người như cự an sẽ không có tiền đồ gì cũng không phải là nàng ta muốn gả cho kẻ có tiền đồ nhưng người như cự an rõ rõ rành rành là sẽ không có tiền đồ gì, mà vẻ ngoài không đẹp, không một chút giống với người đàn ông mà nàng ta muốn. Dù nàng ta chưa từng dùng sắc đẹp của mình làm cái giá để lựa chọn đối tượng, nhưng sắc đẹp của nàng ta vẫn còn nguyên đó. Trong tiềm thức, nàng ta hiểu rõ là mình có khả năng lựa chọn. Bất kỳ điểm nào trên người cự an cũng không hề làm nàng ta muốn gả cho. Thành thực với thân phận của mình, Người phụ nữ chưa từng trải chuyện nam nữ làm sao có thể xem việc thành thực với thân phận bản thân của một người đàn ông là ưu điểm. Đối phương từ chối, Cự An từ trong ra ngoài đều lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. Y khom lưng, đặt rổ trên bậc thang, "Nếu sư muội không thích thì có thể cho người khác nếm thử. Ta về trước, không quấy giày nữa." Văn Mặc Nhi nhỏ giọng đáp "Ừ." Cự An chắp tay, xoay người mà đi, mới ra khỏi tiểu viện, bên cạnh chợt có làn gió thơm nước mũi thoáng qua, một người cản đường y đó chính là quản phương nghi đang cười khanh khách quản phương nghi trêu ghẹo nghe nói đến tặng quà cho giai nhân trong lòng tặng cái gì vậy cự an không nói gì nãy giờ làm trò lúng túng như thế đều là do người đàn bà này hại vì bị quản phương nghi thúc y phải chủ động y mới nhắm mắt chạy tới đây thực ra quản phương nghi cũng chỉ bị tình thế ép buộc lúc nghiêu hữu đạo vừa đi bà ta đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn phạm vi hoạt động của người trong biệt viện mao lư dường như dần bị co hẹp nếu văn mặc nhi không giúp đỡ bên này thậm chí không biết gì về tình trạng bên ngoài của tử kim động biệt viện mau lư giống như con lợn bị nhốt trong chuồng lúc nào bị giết thịt cũng chẳng hay không phát hiện được chút đầu mối biến hóa nào thực khiến người ta bất an tuy cự an là đệ tử tử kim động nhưng cự an ít giao thiệp trong tử kim động người của quy miên các có chức trách riêng không tiện đi đi lại lại khắp nơi dò la tin tức bên biệt viện muốn đi quy miên các tiếp xúc với cự an cũng không dễ dàng người của Ngưu Hữu Đạo chẳng có ai ngoài chính hắn là đệ tử của Tử Kim Động. Người ta chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ là có thể hạn chế không cho bên này đi lại khắp nơi trong Tử Kim Động. Cho nên bà ta hy vọng làm theo lời của Ngưu Hữu Đạo, nhanh chóng thúc đẩy Văn Mặc Nhi chuyển biến. Cự An, không có cái gì, chỉ là chút hoa quả dại sau núi thôi. Lại là quả dại, làm sao ngươi gặp ai cũng tặng trái cây. Quản Phương Nhi che chán, bất đắc dĩ nói, tặng quà cho phụ nữ đó, ngươi không thể chọn chút đồ vật mà phụ nữ thích hay sao. Cái thứ ăn vào là mất, để lâu thì hỏng, mất rồi là chẳng còn gì đáng nhớ. Ngươi không thể đưa thứ gì đó thường xuyên thấy được, nhìn vật là nhớ người hay sao? Ví dụ như trang sức đẹp đẽ chẳng hạn, bà ta bô bô dậy cửa an một đống, bảo y nên đưa cái gì. Đang nói chuyện quản phương nhi bỗng nhiên im lặng, cửa an quay đầu lại, theo hướng bà ta nhìn thì thấy Văn Mặc Nhi đi ra. Thấy hai người kia tụ một chỗ, Văn Mặc Nhi cũng ngẩn người, rồi chợt cúi đầu, yên lặng đi qua bên cạnh hai người. Em gái à, đi ra ngoài sao, đi đâu vậy? Quản Phương nghi hỏi, Văn Mặc Nhi dường như không nghe thấy, cúi đầu đi thẳng. Cự An cười khổ, người ta không vừa mắt với ta, sư thúc tội gì phải miễn cưỡng? Ai, Hồng Nương, ta về trước, chờ đã. Quản Phương nghi kéo tay áo y, tới sát vào nói. Ta nghe Văn Mặc Nhi nói, sau khi trưởng môn các phái quay về từ Thánh đảo, trưởng môn ba đại phái nước Tống và Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt các cùng tới từ Kim Động, không biết thương nghị chuyện gì. Một ở phía đông nước Yến, một thi ở phía tây nước yến mấy người này tập trung lại là thừa lúc đạo gia không có nhà ta cảm thấy lo lắng người nghĩ cách hỏi thăm tình huống giúp ta một phen dù sao cũng đi cùng như hữu đạo bao lâu lại từng trải việc tranh đấu giữa các nước nhiều phen bà ta cũng có năng lực phát hiện sự biến hóa của thế cuộc nếu là trước kia bà ta sẽ chỉ cho rằng đó là một lần tụ hội của đám đại lão mà thôi không coi là chuyện to tát cự an giật ống tay áo của mình trong tay đối phương về trước mặt mọi người nam nam nữ nữ lằng nhằng với nhau thực không dễ nhìn, sợ người ta nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều. Quản Phương Nghi thì không phản đối với chuyện này, thân ở trốn phong trần đã lâu, những chuyện của nữ tử phong trần này tất nhiên đã quen. Bà ta kề vai sát cánh với nhiều hữu đạo, chuyện liếc mắt đưa tình hoàn toàn đã thành thói quen. Chuyện này, ta không quen biết với nhiều người trong môn phái, bình thường ta còn có thể hỏi được chút việc nhỏ. Nhưng đã liên quan tới chuyện của tầng lớp cao trong môn phái, bảo ta làm sao đi hỏi. Cự an khó xử, lắc đầu nói hồng nương thật sự là ta hết cách rồi ta muốn tiếp xúc với người ta còn khó khăn nếu ta đột nhiên chạy tới hỏi cũng sẽ khiến người ta cảnh giác nếu cô nghe thấy tin từ miệng văn mặc nhi thì không ngại hỏi nàng ta một chút nàng ta là nghĩa nữ của trưởng môn có thể tiếp xúc được với trưởng môn và tầng lớp cao trong môn phái quản phương nghi ngươi cho rằng bây giờ giống lúc đạo gia có ở đây sao đạo gia đè được tình thế lại là trưởng lão của tử kim động hắn vừa mở lời Văn Mạc Nhi phải cho hắn câu trả lời. Bây giờ đạo gia không còn ở đây, Văn Mạc Nhi chính là người bên phía trưởng môn. Nàng ta sẽ không dễ tiết lộ cho người ngoài như chúng ta về động tĩnh bên trưởng môn. Cho nên ta hy vọng người có thể mau chóng quyết định chuyện Văn Mạc Nhi. Cự An ngạc nhiên nói, bảo ta cưới Văn Mạc Nhi chỉ vì việc này. Quản phương nghi, người cả nghĩ quá rồi. Trung lão và đạo gia có thể hại ngươi hay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Đúng rồi, người có thể nhờ Trung lão hỏi một chút, trung lão dùng thân phận đó đi hỏi chuyện trong môn phái, trưởng môn cũng phải bàn giao rõ ràng. Trung lão vừa mở lời, có chuyện gì cũng đều rõ ràng. Cự an lắc đầu, không phải chuyện bất đắc dĩ, sư tổ sẽ không hỏi chuyện như vậy. Quản phương nghi có chút lo lắng nói, ngươi không thử xem làm sao biết, cự an, đạo gia đối xử với ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi thấy đạo gia không ở đây lập tức đổi sắc mặt với biệt viện Mao lư sao? Cự an cứng miệng, cuối cùng đành nói, được rồi, ta sẽ thử nói với sư tổ một chút. Còn sư tổ có đồng ý hay không thì ta không dám hứa chắc. Cáo từ, được, người tận lực là được, đi, ta tiến ngươi. Không cần, không sao, hai người vừa ra khỏi biệt viện Mao Lư đã đứng lại ngay cửa, nhìn thấy Văn Mặc Nhi cách đó không xa như đang bị một người ngăn cản. Nàng ta đang nói chuyện với một đệ tử tử kim động, có thể thấy, đệ tử tử kim động kia lấy lòng Văn Mặc Nhi. Chương 1432, cảnh báo hí giải 1. Quản Phương Nghi hơi nhíu mày, bà ta nhận ra đệ tử tử kim động kia là kẻ đã đến biệt viện Mao Lư một lần ngày hôm qua. Thủ vệ đã bảo kẻ đó chờ đi thông báo, vậy mà kẻ đó xông thẳng vào, khiến người của biệt viện Mao Lư không thể làm gì. Lúc đó có người muốn đi báo cho Viên Cương nhưng cũng bị bà ta ngăn lại. Bà ta biết tính khí của Viên Cương, sợ để Viên Cương biết rồi sẽ xảy ra chuyện. Lúc đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cánh tay không có được bắp đùi. Đạo gia không có đây, vì tốt cho mọi người, một chút việc nhỏ nên nhịn thì phải nhịn. Kẻ đó vừa chạy vào biệt viện Mao Lư đã đi tìm Văn Mặc Nhi. Xong việc này, Quản Phương Nhi mới biết được từ hai nữ đệ tử tử Kim Động đi cùng Văn Mặc Nhi một vài chuyện. Kẻ gió chính là đệ tử của trưởng lão Nghiêm Lập, cùng họ với bà ta, tên là Quản Thanh Nhai. Có lẽ là nhờ dính chút vinh quang của sư phụ, Quản Thanh Nhai khá có địa vị tại tử Kim Động. Kẻ này phụ trách một vài sự vụ, vốn đã yêu thích Văn Mặc Nhi, Lần trước kẻ này chính là một trong những đệ tử Tử Kim động theo đuổi Văn Mặc Nhi. Được biết tình huống, quản phương nhi khá căm tức, lúc đạo gia có đây, tên quản thanh nhai này đến cái lông cũng chẳng dám động loạn, mà đạo gia vừa đi đã có kẻ này kẻ kia chạy tới. Ngay cả chuyện hôn sự do đạo gia và trưởng môn quyết định mà chúng cũng dám coi khinh, quả thực đáng hận. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ, quản thanh nhai cũng không dám làm chuyện gì sằng bậy với Văn Mặc Nhi, sẽ không quá đáng. Đương nhiên bà ta cũng biết đối phương không dám làm bậy với Văn Mạc Nhi là vì cung lâm sách. Văn Mạc Nhi dù sao cũng là con nuôi của cung lâm sách. Cự an, vị kia cũng có ý đối với Văn Mạc Nhi, người phải tranh thủ. Nếu bị người ta đào mất góc tường, cái mặt của ngươi chẳng giấu đi được đâu đâu. Quản phương nghi nhỏ giọng nhắc cự an, cự an hơi mím môi. Bên kia, Văn Mạc Nhi dường như cũng không muốn nói nhiều với quản thanh nhai, chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi. Quản thanh nhai nho nhã lễ độ nghiêng người đưa tiến, rồi xoay người nhìn về phía biệt viện mau lư cửa, ánh mắt nhắm thẳng về phía cửa an đứng ở cửa, trong mắt lóe lên sự đố kỵ. Gã đã thích Văn Mặc Nhi rất lâu, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sau đó Văn Mặc Nhi thành con nuôi của trưởng môn, gã không thể không thu tay lại. Gã không có gan làm trò bậy với con gái nuôi của cung lâm sách, còn chưa đến độ chán sống. Có điều, gã biết cơ hội của gã vẫn rất lớn. Gã biết quan hệ giữa sư phụ nghiêm lập của mình với trưởng môn, sư phụ gã chính là người bên hệ phái trưởng môn, nếu sư phụ gã giúp gã một tay, trưởng môn cũng không thể không cân nhắc. Nói từ mặt nào đó, sau khi trưởng môn thành nghĩa phụ của Văn Mặc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết, hóa ra lại thành cơ hội cho gã. Gã từng nhiều lần năn nhỉ sư phụ, sư phụ đành nói là sẽ tìm cơ hội thúc đẩy việc này. Ai ngờ sau đó lại nhảy ra một nghiêu trưởng lão, Văn Mặc Nhi biến thành người nghe ngóng bên cạnh nghiêu hữu đạo. Sư phụ gã rõ ràng có sự e ngại đối với nghiêu hữu đạo này, cũng cảnh cáo gã phải kiềm chế, nói là nghiêu hữu đạo này không dễ chọc, chờ tình huống thích hợp rồi hãng nói. Sau đó sư phụ gã làm căng quan hệ với nghiêu hữu đạo, đã không còn khả năng lấy người từ tay nghiêu hữu đạo nữa. Vốn gã tưởng rằng việc này chỉ còn là trò đùa, ai ngờ người tính không bằng trời tính, nghiêu hữu đạo lại lên danh sách thánh cảnh. Gã cho rằng cơ hội của mình đã tới, nhưng nhóm một cái nghiêu hữu đạo lại nhúng tay. Chỗ béo bở không để cho người ngoài, hắn lập tức mai mối với trưởng môn, xác định gả Văn Mạc Nhi cho cửa an của Quy Miên các khiến gã lo lắng không ngớt. Nhưng cơ hội dù sao vẫn còn, dù sao Nghiêu hiếu Đạo cũng phải đi rồi, có thể sống mà về được hay không thì chưa biết. Sư phụ gã vốn đã bất mãn với biệt viện Mao Lư, gã lập tức có suy nghĩ muốn xả giận cho sư phụ, vì vậy mới lượn lờ quanh biệt viện Mao Lư. Lần này quản thanh nhai thấy cự an xuất hiện ở biệt viện Mao Lư, nghĩ rằng vừa nãy cự an chắc vừa nói chuyện yêu đương với Văn mặc Nhi, có thể nói là gã ghen ghét dữ dội. Gã đã cho người tập trung quan sát biệt viện Mao Lư, đó chính là nguyên nhân khiến Quản Phương Nhi cảm giác người của biệt viện Mao Lư bị tăng mạnh quản chế. Gã còn cho người theo dõi cả Cự An, tập trung tìm kiếm cơ hội chia rẽ Cự An và Văn Mặc Nhi. Bởi vậy, Cự An vừa hái quả dại mang tới đây là Gã đã biết. Vừa nghe kẻ dưới bẩm báo, Quản Thanh Nhai lập tức nghi là Cự An mang cho Văn Mặc Nhi, Gã chạy ngay tới. Cự An không có ý đối chọi với Quản Thanh Nhai, quay lại nói với Quản Phương Nhi: Ta về trước, được thứ cho ta không thể tiến xa. Quản Phương Nhi khách khí nói. Cự An cất bước rời đi. Ai ngờ khi đang đi trên con đường tất phải qua bên ngoài Biện Việt, y vừa đi lướt qua Quản Thanh Nhai, Quản Thanh Nhai đột nhiên giang tay cản trước ngực y, giọng quái đản nói: Cự An muốn vội vã đi đâu vậy? Thấy vậy, Quản Phương Nhi cảm thấy không ổn, lập tức chạy tới xem chuyện gì. Nhìn về phía Cự An, bà ta vừa chạy tới, cách đó không xa cũng có hai đệ tử Tử Kim động nhảy xuống hai bên Quản Thanh Nhai đó là thủ hạ của quản thanh nhai, xuất hiện để phô trương thanh thế cho gã. Cự An nhìn cánh tay đang chặn đường mình, bình tĩnh nói. Tất nhiên là về quy miên các, quản thanh nhai cười lạnh nói. Văn sư muội có nhận quả giải mà ngươi hái chăng? Cự An quét mắt tới, ngươi đang theo dõi ta. Quản thanh nhai, ngươi cả nghĩ quá, ta không như ngươi, chỉ cần ngồi canh ở quy miên gác là được. Ta rất nhiều việc, không có thời gian nhàn rỗi mà theo dõi ngươi. Là văn sư muội vừa nãy có nhắc tới, một chút trái cây nát không lọt mắt văn sư muội cự an hơi nhướng mày trong lòng có cảm giác bực bội bất mãn với văn mặc nhi không thích trái cây của ta thì nói với ta làm sao phải nói cho người này thế là có ý gì hôm qua quản phương nhi từng thấy thái độ của văn mặc nhi với gã quản thanh nhai kia lại tiếp xúc lâu với văn mặc nhi nên biết cách làm người của nàng ta quản phương nhi biết văn mặc nhi không phải loại người hay ngồi lê đôi mách như vậy lập tức cười khanh khách nói Văn cô nương không phải là người có thể nói ra loại lời lẽ này. Bà ta muốn nhắc nhở cử an không nên rơi vào bẫy của kẻ bụng dạ khó lường kia, không nên bị người gây xích mích ly rán. Quản thanh nhai lạnh lùng lường bà ta, lòng bốc lửa giận. Văn Mạc Nhi quả thực không nói cho gã việc này, nhưng ít ra qua mấy câu nói thăm dò, gã đã xác nhận là cử an quả thật hái quả dại cho Văn Mạc Nhi. Cử an không tiếp tục phí lời với gã, hỏi, ta có thể đi được chưa? Quản thanh nhai, không làm chuyện đối lý, sao phải tránh né ta? Cự An, ta không làm chuyện đối lý, chẳng cần phải tránh ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta về quy miên các sao, nói hai câu mà thôi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói. Quản thanh nhai khinh thường xì một tiếng, thả cánh tay xuống. Tuy gã không để cự an vào mắt, nhưng cự an vẫn là người canh gác cho Trung Cốc Tử. Chỉ cần Trung Cốc Tử còn ở trên đời một ngày, tử kim động không có kẻ nào dám quá đáng với cự an. Đừng nói gã, dù là sư phụ gã là nghiêm lập cũng không dám lỗ mãng. Quản thanh nhai cũng chỉ dám nói mấy lời nhàn thoại không hại phong nhã, loại lời lẽ mà nói ra không bị truy cứu trách nhiệm gì đó, chứ bản thân gã còn chưa có cái gan dám làm cứng. Cự an không cần nhiều lời, cất bước đi qua bên cạnh gã. Quản thanh nhai liếc mắt trông theo, sau đó nhìn sang hai người hai bên, lạnh lùng nói. Các ngươi nói một câu với đồng môn canh gác bên quy miên các, bảo họ xem chừng. Sau này không cho người ngoài vớ va vớ vẩn chạy tới quy miên các quấy rối chung lão thanh tu chương 1433, cảnh báo hí giải khai. Vâng, hai người kia cười đồng ý, bước chân cự an hơi chậm lại, đừng nói là quản phương nghi đang nhướng mày nhìn theo, dù là bản thân y cũng có thể nghe thấy. Người ngoài, người ngoài ở đâu ra, đơn giản mà nói chính là mấy người của biệt Việt Mao Lư. Tên kia nói vậy là muốn ngăn cản người của biệt viện Mao Lư lui tới quy miên các. Nếu cự an không chủ động tới, người của biệt viện Mao Lư sợ là sẽ không có cách nào liên hệ với quy miên các nhưng y không có quyền quản những việc này nên cửa an tiếp tục cất bước rời đi quản thanh nhai quay đầu lại nhìn chằm chằm sau lưng cửa an cười lạnh một tiếng tiện đà gã quay sang dán mắt nhìn quản phương nghi chỉ vào mặt đất dưới chân bà ta cảnh cáo ai bảo ngươi chạy tới chưa được phép người của biệt viện mao lư không được tự ý chạy loạn trong tử kim động ngươi có biết quy định không quản phương nghi cười nói đương nhiên có biết quy định mà ta chưa hề chạy loạn nơi này còn trong phạm vi đi đứng của chúng ta Tuy tử kim động đã định ra phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư, nhưng còn chưa đến mức ép họ phải có người trong tường viện không cho chạy ra khỏi cửa. Nếu thật sự dám ràng buộc như vậy, lúc trước Nhiêu Hữu Đạo đã không đồng ý. Cả khu vực lớn quanh biệt viện này và một ngọn núi phía sau biệt viện đều là khu vực sinh sống cho người của biệt viện Mao Lư. Lời này rõ ràng chỉ là nhắc nhở, nhưng vào tai quản thanh nhai lại biến vị. Vừa nãy ả à này sen mồm vào giữa gã và cửa an đã khiến gã rất khó chịu, gã không làm gì được cự an, lửa giận không thể xả lên người cự an, bây giờ không thể nhịn nổi phát tiết ngay tại chỗ. Gã phất tay tắt luôn, chát, một cái bạt tai tát vang dội quản phương nghi không thể nào ngờ được tên này lại dám ra tay. Không hề phòng bị, gò má bà ta bị trúng một cái tát không nhẹ, bị tát lảo đảo, miệng chảy máu. Có thể thấy đối phương ra tay không hề khách khí, quản thanh nhai vốn đã muốn tìm cớ để gây chuyện cho biệt viện mau lư, xả cục giận cho sư phụ xem. Bên trong biệt viện, Nhìn thấy quản phương nghi gặp mặt người không quen mặt bên ngoài, mấy người hứa lão lục đã sớm quan sát. Vừa thấy quản phương nghi chịu đòn, hứa lão lục, ngô lão nhị và trần bá cấp tốc lao ra, muốn ra mặt cho quản phương nghi. Tốc độ phản ứng này khiến quản thanh nhai cả kinh, cấp tốc lui nhanh về phía sau cùng hai người hai bên, thì pháp lớn tiếng quát. Người đâu, người đâu, dừng tay, dừng tay, đều dừng lại cho ta. Quản phương nghi vội vàng cản đám trần bá lại, khẩn cấp vung tay bảo dừng bà ta chỉ lo sẽ gây ra chuyện một khi họ gây sự ở chỗ này chưa nói sẽ không chiếm được ưu thế mà còn bị thiệt thòi rồi sẽ liên lụy tới tất cả mọi người sẽ hỏng sắp xếp của đạo gia mấy người hứa lão lục mạnh mẽ dừng tay nghiến răng nghiến lợi trợn mắt ngực đè nén rất khó chịu đám đệ tử canh gác của tử kim động nghe quản thanh nhai kêu gào chạy tới người cầm đầu quát chuyện gì xảy ra vậy hứa lão lục lập tức chỉ quản thanh nhai cả giận nói gã ra tay đánh người rồi chỉ chỉ dấu tay đỏ rực trên mặt quản phương nghi người dẫn đầu trực ban lập tức trầm giọng nói quản sư đệ trong tông môn sao có thể để cho ngươi tùy tiện ra tay thấy tình cảnh đã được khống chế thấy bên quản phương nghi không dám làm bừa quản thanh nhai lập tức chỉ quản phương nghi trả đúa vừa nãy ta cảnh cáo ả phải tuân thủ quy định thân là người ngoài không được chạy loạn trong từ kim động ả lại còn nói rằng nơi này là địa bàn của bọn ả muốn chạy đi đâu thì chạy quả thực môn phái cho bọn chúng không gian hoạt động nhưng tử kim động từ bao giờ đã thành địa bàn của chúng. Ta là đệ tử tử kim động, làm sao có thể dung thứ cho kẻ phóng túng. Ta không nhịn được mới cho cái tát dậy bảo mà thôi, để ả à ta quản lý cái miệng của ả. À. Mấy người hứa lão lục nhìn thấy quản phương nhi bị đánh chứ không nghe thấy là nói gì, không biết nên giúp ra sao. Quản phương nhi là người trong cuộc, giờ thấy đối phương đổi trắng thay đen, mày liễu chợt dựng lên. Quản thanh nhai, đừng vội ăn nói bừa bãi, ta đã bao giờ nói đây là địa bàn của chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, hai tên tùy tùng của quản thanh nhai lập tức dồn dập sen ngồm. Chúng ta đều chính tay nghe thấy, quản sư huynh tức giận mới ra tay dạy bảo. Quản phương nghi cả giận nói, toàn nói lếu nói láo, các ngươi cùng một ruột cả, cố ý vụ oan hãm hại. Quản phương nghi lại không biết rằng chuyện như vậy ở trong một môn phái lớn là chuyện rất thông thường. Chuyện đệ tử bên dưới đấu đến đấu đi rất thường thấy. Chỉ là, đến cấp bậc như nghiêu hiểu đạo là đã xúc động tới tầng lớp cao của tử kim động, cho nên trò đùa trẻ con này mới ít gặp phải mà thôi. Thí dụ như Văn Mặc Nhi trước đây đã từng nếm phải không ít lần. Ai nói lếu nói láo, Quản Thanh nhai quát lại, chỉ vào mũi Quản Phương Nhi diếu cợt nói. Đồ tiện nhân ai cũng làm chồng, vạn người cưỡi, chắc đã nói dối không ít đâu. Bây giờ người còn chạy ra đây nói lời lẽ chính nghĩa ngôn từ gì chứ, đúng là trò đùa. Thằng chó má, tao xé miệng mày. Hứa lão lục nổi điên, nhưng vừa muốn lao ra đã bị Quản Phương Nhi kéo chặt cánh tay lại quản phương nghi đồng thời liều mạng ngăn cản những người khác bị kẻ như vậy nhục mạ ngay mặt bà ta cũng giận dữ vô cùng nhưng bà ta chịu tự biết mình vốn nổi danh bên ngoài cái danh hồng nương ở tề kinh muốn nói cái gì thuần khiết thì đúng là chuyện cười mình đã đặt chân lên con đường kia mọi người đều biết muốn che giấu cũng không che giấu được trước mắt dù có giận đến đâu cũng không thể làm lớn chuyện bằng không không thể dẹp yên bên trong biệt viện đoạn hổ đi xuống hỏi gác cửa chuyện gì vậy gã bị tiếng hét của quản phương nghi đánh động, tên kia ra tay đánh hồng nương, gác cửa kể lại chuyện vừa xảy ra, đoạn hổ lập tức quay đầu lao như chấp về sâu trong biệt viện, nhanh chóng tới viện tử của viên cương. Viên cương đang để trần hai tay treo trên xà kép, hai tay giang ra giữ vững hai bên, giữ cho thân thể đứng yên trong không trung. Toàn thân hắn ta tạo thành chữ thập si, nhắm mắt yên lặng. Tiếng hít thở của hắn ta như gió bão vì vù, bụng lên xuống như bán cầu phập phù, cơ bắp toàn thân như tượng đá, có một vẻ đẹp rất khác viên gia, hồng nương bị người của tử kim động đánh. Đoạn hồ một năm một mười kể lại sự việc, gương mặt viên cương hơi nhúc nhích, mí mắt chợt mở. Đôi mắt hắn ta sáng như sao lạnh, miệng và mũi ít luồng xương mù màu đỏ vào, hình bán cầu dưới bụng biến mất. Thân thể của hắn ta hơi đưa về phía trước một chút rồi đột nhiên vẩy chân hất mạnh người ra sau. Thân thể hắn xoay tròn trên không, lộn mèo phóng qua xà kép. Người còn trên không, hắn ta đã với tay kéo xuống chiếc áo khoác treo trên nhánh cây, vững vàng đáp xuống đất áo khoác choàng lên người buộc chặt vạt áo bên hông hắn ta đi tới trước một thân cây nhổ xuống thanh tam hống đao đang cắm trên cây bước nhanh ra bên ngoài nói với lại có người đánh tới cửa gõ chuông triệu tập người vâng đoạn hổ vâng giả dạ rồi lao đi rất nhanh bên trong biệt viện mao lư chiếc chuông của chùa nam sơn treo trên cao lập tức cong cong ngân vang tiếng cảnh báo hí dài mấy người quản phương nghi đang tranh chấp bên ngoài bỗng quay đầu lại Thấy một bóng người không đi cửa chính mà bay qua tường rào đi ra. Người đó sách đao lạch xoạch vào tới như báo săn, phía sau là mấy người lôi tông khang bay theo. Mấy người vu chiếu hành, vân cơ cũng lập tức xuất hiện. Ngay cả Huệ Thanh Bình cũng bị tiếng chuông làm giật mình, bay lên đài cao quan sát. Quản phương nghi thầm kêu gai gâu, người không nên kinh động nhất đã bị kinh động, người này đến bà ta cũng không ngăn được, sẽ xảy ra vấn đề rồi. Viên cương như một cơn gió đột nhiên thổi tới, đứng bên cạnh quản phương nghi. Bọn người tử kim động đối diện bị tốc độ chạy đùng đùng của viên cương làm cho ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy người có thể chạy nhanh như vậy, vậy mà có thể sánh ngang với tốc độ bay của người khác. chương 1434, ai dám giết hắn ta, đạo ra tất bắt kẻ đó đền mạng. Hoành đao trong tay viên cương quét một vòng qua đám người tử kim động đối diện. Hắn ta quay đầu nhìn quản phương nhi, thấy dấu tay đỏ rực trên má bà ta, cũng nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng hỏi. Ai đánh, quản phương nhi khổ sở nói. Thôi, chờ đạo ra về sẽ tự có trả lời. Viên cương không đổi sắc nói. Ta hỏi người ai đánh. Nhóm người tử kim động hiếu kỳ nhìn viên cương. Bọn họ không biết viên cương, lại phát hiện vị này thật có cá tính, ai đánh. Đệ tử tử kim động đánh đó, người muốn làm sao? Quản phương nghi lắc đầu. Hầu tử, quên đi. Quản thanh nhai lại xì một tiếng nói. Có tật giật mình, là gã đánh thì thế nào? Gã không có gì phải sợ. Gã không tin tên mặt đỏ bên kia có thể gây sóng gió gì ở tử kim động. Đừng nói như hữu đạo đi thánh cảnh khó sống sót trở về, cho dù như hữu đạo trở về thì thế nào. Bên gã đều có thể chứng minh quản phương nghi nói sai trước. Gã cũng là kẻ có chỗ dựa sau lưng, gã xả giận cho sư phụ, có sư phụ giúp gánh vác. Như hữu đạo đến thì cũng có thể làm thế nào, có thể liều mạng với sư phụ nghiêm lập của gã sao. Môn quy của tử kim động không phải là thứ để trang trí. Lùi một bước mà nói, gã còn ước gì như hữu đạo trở mặt với tử kim động, đập phá chuyện kết hôn giữa cửa an và văn mặc nhi mới tốt. Hứa lão lục nổi giận, vung tay chỉ, viên ra, chính là thằng đó đánh. Viên cương lạnh lẽo lườm quản thanh nhai, vì sao đánh nàng ta? Quản thanh nhai, như thế không phải là ta đánh ả, mà gọi là dạy bảo. Là do ả quá càn quấy, ở đây là địa bàn của tử kim động, từ bao giờ lại thành địa bàn của các ngươi. Gã càng được đã nói đi nói lại vô tội cho quản phương nghi, chứng minh mình ra tay dạy bảo là có nguyên nhân. Quản phương nghi cả giận nói. Đừng vội ngậm máu phun người, ta chưa bao giờ nói như vậy, là ngươi cố ý lấy cớ phỉ báng. Quản thanh nhai, ngươi được tiện nghi thì biết mà dừng, đừng có quá đáng. Bà ta không hy vọng đối phương chọc giận viên cương, quản thanh nhai chỉ chỉ hai người hai bên gã, nhân chứng đều ở đây, không để ngươi chống chế. Quản phương nghi quát mắng, chúng là thuộc hạ cùng một ruột với ngươi, há có thể làm chứng. Quản thanh nhai chào phúng, vậy ngươi nói ai có thể làm chứng, để đao của ta làm chứng viên cương bất thình lình nói rồi vụt một cái đã lao ra hoành đao trong tay lóe lên hàn quang bóng đao loạn chiếu tiếng mãnh hổ điên cuồng gào thét vang lên giống như sét đánh phủ xuống đầu quản thanh nhai lời đã nói tới mức này hắn ta đã hiểu rõ sự tình cũng khó chịu như quản phương nghi lại đi cùng nhau bao nhiêu năm hắn ta biết rõ quản phương nghi là người như thế nào sinh hoạt nhiều năm tại tề kinh đã ảnh hưởng sâu sắc đối với quản phương nghi các thế lực hỗn tạp khắp nơi trong tề kinh tạo nên tính cách rụt rè không dễ đắc tội người khác của quản Phương Nghi. Nói khó nghe một chút thì chính là bo bo giữ mình. Viên Cương không có cảm tình nhiều với quản Phương Nghi, nhưng nếu nói quản Phương Nghi lại dám lớn lối như thế, hắn ta tuyệt không tin, nhất định là đối phương kiếm cơ bắt nạt. Đây là đạo gia không có ở đây, nếu đạo gia có mặt, bất kể có lý hay không có lý, kẻ nào dám tới đây làm càn. Hắn ta không phải quản Phương Nghi, có người đã đánh tới cửa mà còn nhịn nhục Người ta đã kiếm cớ rõ ràng, nếu hôm nay còn nhịn, người ta càng cho rằng người của biệt viện Mao Lư dễ bắt nạt. Nhịn qua được ngày hôm nay, vậy ngày tháng đằng đẵng sau này làm sao nhịn? Sao có thể mặc cho tử kim động bắt nạt biệt viện Mao Lư như chỗ không người? Mà dù không người, cũng phải cho tử kim động biết biệt viện Mao Lư huyết dũng bao nhiêu, để sau không dám vì tiện bắt nạt. Hắn ta vừa ra tay là đã không có ý định toàn thân trở ra. Viên cương biết nơi này là vị trí tông môn tử kim động, vừa ra tay đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết dùng mạng một mình mình khiến tử kim động không dám xem thường bên này đây chính là viên cương chết không sợ không bao giờ khuất phục hầu tử quản phương nghi kinh sợ gào lên bà ta đã biết nếu kinh động đến vị này là sẽ không có kết quả tốt sốt cuộc sợ điều gì là điều đó tới một lời không hợp lập tức ra tay bà ta vừa giật mình vừa cảm động không ngờ viên cương chưa bao giờ hợp với mình lại ra mặt liều mạng cho mình Mọi người bên tử kim động cũng giật nảy cả mình. Có lẽ nhiều hiếu đạo cũng chưa chắc dám lớn lối như vậy. Vậy mà lũ trẻ con tóc để trỏm này lại dám ra tay ở chỗ này. Một tiếng sấm nổ chấn động tâm thần mọi người. Quản thanh nhai giật mình. May mà lúc trước đã lui ra một khoảng mới có chút thời gian phản ứng. Bằng không, đối phương xuất đao mãnh liệt như vậy. Không cẩn thận thì đúng là sẽ bị một đao này chém đôi. Gã vội vàng lui nhanh ra sau rồi rút kiếm chống cự. Con, tiếng kim loại va chạm vang vọng, kiếm trong tay quản thanh nhai vậy mà rung lên bần bật rồi thoát tay rơi xuống đất. Gã trợn mắt ngừng mạnh đầu ra phía sau, lưỡi đao gần như đã lướt qua mặt gã chém xuống. Xoẹt một tiếng, đao này đã cắt toạc vạt áo của gã, suýt nữa thì mổ bụng phá ruột. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, quản thanh nhai bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đối phương ra tay nhanh hơn gã tưởng rất nhiều, đặc biệt là cường độ hung mãnh càng vượt sức tưởng tượng. Sau khi gã cố gắng đỡ một phát đã có thể trải nghiệm rõ ràng. Vừa nãy gã đỡ được một đao quả thực bất cẩn, phòng bị không chu toàn, tay cầm kiếm đã bị chấn động tê dại. Không phải đều nói tên to con mặt đỏ kia không phải tu sĩ mà chỉ là tên vũ phu thế tục thôi sao? Sao có lực công kích mãnh liệt như vậy? Không đợi viên cương biến hóa đao thế, hai tùy tùng hai bên quản thanh nhai gần như cùng lúc rút kiếm ngăn cản, song song quét ngang. Viên cương nhấc đao lên, dựng đứng đao cứng rắn chống cự, giao nhau chém xuống hai kiếm, keng keng liên tiếp vang ra. Bị lực mạnh va chạm, hai người kia bật sang bên, rồi lại cùng lúc xuất trưởng, cách không đánh tung về phía viên cương. Viên cương kho người múa đao vung tay, hai tay hắn ta như sừng trâu mọc trước người, toàn thân cường tráng như trâu điên hút tới, đụng thẳng vào thế công của đối phương. Dầm dầm, cương khí tỏa ra tán loạn khiến mọi người đều khiếp sợ. Họ tận mắt nhìn thấy viên cương lấy thân thể máu thịt cứng rắn phá tan thế tiến công của đối thủ. Hai người kia toàn thân né ra lại liên tục vung kiếm chém ra từng luồng kiếm khí về phía viên cương ai ngờ viên cương không phải tu sĩ nhưng lại dùng mắt thường có thể nhìn thấu thế tới của hai luồng kiếm khí vô hình kia hắn ta xách đao bổ loạn sang hai bên dễ dàng chém tan từng luồng kiếm khi như thái rau lớn mật dám làm càn ở đây hộ vệ trực ban tử kim động gầm lên bắt tiếng kiếm ra khỏi vỏ soạt soạt vang lên đệ tử tử kim động dồn dập rút kiếm thoáng cái đã đồng loạt phây công dừng tay dừng tay quản phương nghi hò hét vừa gọi về phía tử kim động cũng toàn lực ngăn cản người của biệt viện Mao Lư ra tay, lệnh cho người của phù phương viên hỗ trợ ngăn cản đám đoạn hổ. Một khi người của biệt viện Mao Lư và đệ tử của tử kim động toàn diện khai chiến thì sẽ khó có thể thu lại. Tử kim động sao có thể vứt thể diện này? Có một đám người ngoài dám làm loạn trong tử kim động, tất nhiên tử kim động phải dẹp yên. Chỉ e đạo ra cũng sẽ không được nể mặt, vu chiếu hành nhìn vân cơ, hai người có chút do dự, cũng biết nếu biệt viện Mao Lư và đệ tử tử Kim Động thực sự khai chiến thì hậu quả khó có thể cứu vãn. Hai người biết việc này không thích hợp làm lớn, nhưng Viên Cương đang bị người của tử Kim Động vây công. Có điều, dưới cái nhìn của họ, Viên Cương này quả thực dũng mãnh. Cả đám người vây công mà hắn ta vẫn có thể bay nhảy liên tục, đánh ngã là sẽ bỏ dậy, nhiều lần ngã xuống đất, lại nhiều lần bỏ lên múa đào đấu đá lung tung. chương 1435, thằng ngu này. Một, dù vậy, đối mặt với kiếm khi vây công ngổn ngang, viên cương cũng khó chu toàn. Quần áo đã rách nát, trên người hắn ta xuất hiện từng vết thương chảy máu. Đệ tử tử kim động đang vây công cũng phải thầm giật mình, thân thể thật cường hãn. Bọn là người trong cuộc, tất nhiên biết mình không hề khách khí. Nếu là người thường mà bị chúng đòn một chút thôi, e là kẻ đó đã bị chém chết. Nhưng kiếm khí sắc bén chém chúng kẻ này mà chỉ có thể chém rách ra thịt, khó gây ra vết thương chí mạng, mà hắn ta lại vẫn có thể chạy nhảy, dám làm càn trong tử kim động các đệ tử tử kim động không hề nương tay với viên cương ngược lại cũng có mấy người bị viên cương đánh ngã cho nên họ càng nổi giận càng hạ sát thủ đối với viên cương chỉ là viên cương quá mức mạnh mẽ nhất thời khó gặp chí mạng không nương nếu viên gia xảy ra chuyện ngươi làm sao nói với đạo gia đoạn hồ bị trần bá ấn lại hét lớn lên quản phương Nghi cũng nhận ra tử kim động đang hạ sát thủ gào về phía đám người đang vây công viên cương là huynh đệ của đạo gia kẻ nào dám giết hắn ta, đạo ra tất bắt kẻ đó đền mạng. Tiện đó bà ta hét lên với cự an đang đứng từ xa quan sát. Có người đang muốn giết huynh đệ của đệ tử Trung Lão, người còn không mau đi mời Trung Lão. Cự an nghe tiếng lập tức phi vút đi. Tại cửa biệt viện, viên phương mặc tăng bào cầm hai thanh giới đao, mặt hiện vẻ băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn xoay tay một cái thu hai cây giới đao vào trong tay áo, lắc mình trốn ra sau cửa, vươn đầu nhìn trộm tình hình bên ngoài hai tiếng quát của quản phương nghi lập tức khiến đám đệ tử tử kim động đang thẳng tay giết chóc phải e ngại trong lúc vây công viên cương qua lại né tránh đều giao lưu ánh mắt đối với nghiêu hữu đạo các đệ tử tử kim động ở đây thực ra đều chưa từng tiếp xúc chỉ nghe danh giống như quản thanh nhai thực ra bọn họ đều không sợ hãi gì mà lại còn có phần khinh bỉ tử kim động tuyên truyền nội bộ để nâng cao nghiêu hữu đạo nói đến hoa rơi đầy đất có vẻ như tự diệt uy phong của mình đều nuốt cục tức nói rằng nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động chỉ để tránh họa vốn các đệ tử đại phái luôn tự cho mình là đúng, lại không biết nhiều hữu đạo có thể trở về hay không. Nhưng Trung Cốc Tử lại khác, Quản Phương Nghi đã nói động tới Trung Cốc Tử, điều này vẫn có lực uy hiếp nhất định đối với họ. Thấy máu nhuộm trên người viên cương càng ngày càng nhiều, lại thấy thế tiến công hạ sát thủ lạnh lùng của tử kim động, Quản Phương Nghi đi vội tới chỗ vu chiếu hành và vân cơ nói. Không nên đả thương người, về tình cảm, cách làm của bà ta thực khiến người ta khó có thể chấp nhận nhưng bà ta dù sao cũng là người quản lý phù phương viên nhiều năm tại thời điểm mấu chốt vẫn có thể coi là bình tĩnh phu chiếu hành và vân cơ hiểu ý của bà ta đó là cứu viên cương ra nhưng không được làm tổn thương người của tử kim động bằng không tầng lớp cao của tử kim động sẽ không thể giải thích cho tầng lớp dưới sự việc sẽ khó có thể giải quyết hai người nhìn nhau rồi cùng lúc lao ra họ không trực tiếp xen vào vòng chiến mà quấn lấy một phen cao thủ chính là cao thủ họ hợp lực kéo viên cương ra trong quy miên các Cửa an xông thẳng vào, quỳ vội tới trước mặt Trung Cốc Tử, gấp gáp hỏi. Sư tổ, bên biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề rồi, đánh với đệ tử bản phái rồi. Trung Cốc Tử mở hai mắt ra, lặng lặng nghe xong chuyện cửa an nói, than thở. Biết rồi, dứt lời, ông lại từ từ đóng mắt lại, tiếp tục chìm vào trạng thái thở ơ. Cửa an muốn nói lại thôi, nếu là lúc bình thường, sư tổ đã tỏ thái độ này thì y sẽ không nói gì thêm để quấy dày sư tổ nữa nhưng hiện tại tình huống bên biệt viện mao lư quả thực khẩn cấp do dự mãi y vẫn không nhịn được nhắc lại sư tổ việc này xử lý ra sao y hy vọng trung cốc tử có thể nói một tiếng dù trung cốc tử không ra mặt chỉ cần trung cốc tử lên tiếng y có thể lập tức quay lại dùng danh của trung cốc tử giải quyết phân tranh giúp giải tỏa tình thế gấp gáp bên mao lư trung cốc tử đang nhắm mắt từ tốn nói ngươi muốn xử lý ra sao cự an xin mời sư tổ quyết định trung cốc tử nhắm mắt hỏi sư thúc của ngươi đi thánh cảnh, những người bên biệt viện Mao Lư kia có phải đệ tử tử kim động không? Cự An, không phải, Trung Cốc Tử, trên danh nghĩa, bọn họ đều là người ngoài. Người bảo ta quyết định thế nào? Là vươn cùi trỏ ra ngoài mà xử lý đệ tử bổn môn, sau đó chạm tới đệ tử thuộc hệ phái của các thái thượng trưởng lão khác, hay là không thèm nói lý, thiên vị đệ tử bổn môn xử lý người của biệt viện Mao Lư. Cự An hiểu nỗi khó xử của ông, sư tổ, ít nhất cũng có thể không giúp bên nào, ra lệnh cưỡng chế đôi bên rừng phân tranh. Trung Cốc Tử, chuyện như vậy tất nhiên có người chấp pháp của Tông Môn xử lý. Ta đã thoái ẩn, chuyện mà Tông Môn có thể tự xử lý thì ta không tiện đứng ra nhúng tay. Cự An, ta không còn nhiều thời gian, nếu ta ra mặt giải quyết việc này, ta sẽ đắc tội với bọn họ. Bọn họ không dám làm gì ta, nhưng các ngươi không có đường lui. Sư thúc người còn có thể sống mà về được hay không còn chưa chắc chắn, hiểu chưa? Đối với ông mà nói, người của biệt viện mao lư đều không quan trọng thọ hạn sắp tới ông không quan tâm được nhiều như vậy cự an cúi đầu ngầm thừa nhận phía sau chính điện văn Mặc nhi đứng chờ dưới mái hiên một lúc chờ được cung lâm sách tới văn Mặc nhi rời biệt viện mao lư tới thẳng nơi này cầu kiến cung lâm sách nàng ta tới là vì chuyện liên quan đến cự an lúc trước tuy có nghe nói nhưng nhưng cung lâm sách vẫn chưa nói với nàng ta chuyện này nếu cung lâm sách không nói nàng ta càng không tiện chủ động hỏi thăm về sự việc ở cấp độ này. Nghĩa phụ không nói có hay là không tức là còn có biến hóa, nàng ta vẫn còn giữ một chút hy vọng. Mãi đến tận khi cửa an sách rổ quả tới lấy lòng, xác nhận lời giải thích của mọi người, nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa chạy tới. Sau khi tới đây, nàng ta được biết cung lâm sách đang thương nghị với các trưởng môn của phái khác, đành chờ đợi. Cung lâm sách đi tới mái hiên, cười hỏi, Mạc Nhi có chuyện tìm ta? Văn Mạc Nhi rụt rè làm lễ nói quấy rối trưởng môn nghị sự, đệ tử có lỗi. Cung lâm sách, không sao, có việc nói thẳng. Ở đây không có người ngoài, không cần xa lạ, cứ gọi ta là nghĩa phụ. Đối với cô bé này, ông ta vẫn cảm thấy chút áy náy. Văn mặc Nhi do dự không biết nói thế nào, một lúc sau vẫn gắng hỏi. Đệ tử nghe một ít lời đồn, nói rằng nghĩa phụ thỏa thuận với như trưởng lão, muốn đệ tử gả cho sư huynh cự an của quy miên các. Không biết lời đồn có thật không, cung lâm sách trầm mặc, ông ta cảm thấy khó mở miệng trong việc này lại thêm vừa trở về từ thánh đảo thì ngọc thương và ba trưởng môn của ba phái nước tống tới nghị sự nhất thời không tìm được cơ hội nói chuyện không ngờ văn mạc nhi chủ động hỏi đến trầm mặc một chút ông ta thở dài mạc nhi con cũng không còn nhỏ tuổi sắp xếp như vậy có cái gì không thích hợp câu trả lời này không khác nào thừa nhận văn mạc nhi cắn răng khổ sở nói nghĩa phụ đệ tử không muốn gả cho người cung lâm sách nhìn nàng ta im lặng một hồi rồi từ tốn nói thân là nghĩa phụ của con, ta có trách nhiệm suy nghĩ chuyện lớn cả đời cho con. Cự An thành thực biết thân biết phận, là người có thể giao phó cả đời. Văn Mặc Nhi thống khổ nói, nghĩa phụ, lúc trước người muốn gả đệ tử cho Ngưu Hữu Đạo, bây giờ lại muốn đệ tử gả cho Cự An. Nếu tình huống có biến, có phải lại muốn đệ tử tái giá cho người khác? Lời này không khác nào đâm vào chỗ đau của Cung Lâm Sách. Đây chẳng phải chuyện đáng vẻ vang gì, Cung Lâm Sách lập tức giận tím mặt. Làm càn, Văn Mặc Nhi cúi đầu, mắt đỏ lên, viền mắt ướt át. chương 1436, thằng ngu này. Hai, hơi thở của cung lâm sách nặng nề hơn, nhìn nàng ta một hồi rồi chắp tay xoay người, chậm rãi đi tới lan can, phóng mắt nhìn ra vườn hoa. Chờ tâm tình đôi bên bình tĩnh hơn, cung lâm sách than thở. Ta đã cẩn thận suy nghĩ việc này, quả thực có phần uất ức cho con. Nhưng vì phụ là đàn ông, còn hiểu rõ đàn ông hơn con. Con cả cho cửa an không phải chuyện gì xấu, nếu con muốn quyền thế hay muốn nở mặt nở mặt, cự an không phải đối tượng thích hợp. Nhưng nếu con muốn tìm người đàn ông đáng tin cậy, cự an sẽ không phụ lòng con. So với những kẻ phấn son tỉa tót, thích dỗ ngon dỗ ngọt khác thì y còn tốt hơn trăm lần. Nếu con thật sự là loại phụ nữ ngưỡng mộ quyền thế thì con đã không đợi tới hôm nay mới lấy chồng. Mặc nhi, con yên tâm, nếu vi phụ đã giúp con lựa chọn, tất nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm với con. Chỉ cần vi phụ còn trên đời một ngày, các con có thể sống yên ổn qua ngày tại tử kim động. Sẽ không có ai gây khó dễ cho phu thê các con. Phu thê, Văn mặc Nhi hai mắt đấm lệ nói, đệ tử không gả không thể sao, hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết, đây là lễ nghi từ xưa, không thể trái. Việc này cứ quyết định như thế, được rồi, ta còn có việc, mấy vị trưởng môn đang chờ ta, con đi về đi, cung lâm sách quay lưng đưa ra quyết định, ngữ khí chắc chắn không cho phép đổi, cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng ta khóc lóc. Đây là mối hôn nhân mà ông ta đã vỗ tay thề thốt với nhiều hữu đạo trước mặt bao nhiêu người. Nếu không có gì bất đắc dĩ, đường đường trưởng môn tử kim động như ông ta đương nhiên sẽ không lật lọc. Giọt nước mắt chảy xuống gò má văn mặc nhi, không ai có thể hiểu cho tâm tình nàng ta lúc này. Nàng ta vừa khóc vừa xoay người rời đi, nhưng mà còn chưa đi ra khỏi hiên các, một đệ tử tử kim động nhanh chóng chạy tới. Người đó thấy nàng ta khóc liền hơi sững lại, nhưng vẫn bẩm báo với cung lâm sách. Trưởng môn, bên biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề rồi. Người của viện Mao Lư người và đệ tử bổn môn đánh nhau rồi. Đệ tử đó nhanh chóng thuật lại tình hình, nghe thấy lời ấy, Văn Mạc Nhi đang khóc bồn thảm cũng lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn sang. Cung lâm sách bất ngờ, như hiểu đạo vừa mới đi đã xảy ra chuyện, ông ta trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy, đã ngăn lại chưa? Đệ tử kia trả lời, Mạc trưởng lão đã dẫn người chạy tới ngăn lại, song phương rằng co. Mạc trưởng lão bảo đệ tử đến xin chỉ thị trưởng môn. Cung lâm sách cất bước, vốn định tự đi xem chuyện gì, nhưng nghĩ lại một chút rồi lại ngừng bước, sai bảo. Người đi trước, tìm hiểu rõ tình huống rồi về báo lại cho ta. Vâng, đệ tử kia hỏa tốc chạy như bay, văn mặc nhi lại lau nước mắt, rời đi. Cung lâm sách bồi hồi trong hiên các một lúc, vất tay gọi đệ tử. Người nói cho mấy người ngọc thương rằng ta có chuyện quan trọng cần xử lý. Sự tình để ngày mai bàn lại, trắng trợn đánh nhau trong tông môn, động tĩnh không phải nhỏ, rất nhiều người bị kinh động. Nghe nói có quan hệ tới đệ tử quản thanh nhai của mình, nghiêm lập cấp tốc chạy tới. Lúc chạy đến, ông ta thấy đôi bên gây sự đã tách ra, người bên biệt viện mau lư lui về giữ tại cửa viện, chừng chừng cảnh giác và phòng thủ. Bên tử kim động đã có lượng lớn đệ tử chạy tới, hầu như đã vây kín biệt viện mau lư. Trưởng lão mạc linh tuyết tự mình dẫn người áp trận, khống chế cục diện. Là đánh hay giết, chờ tông môn quyết định sau cùng. Bên biệt viện Mao lư viên cương quần áo rách nát, toàn thân đẫm máu rất bắt mắt. Nghiêm lập cau mày, ông ta ít nhiều gì cũng biết quan hệ giữa viên cương và nghiêu hữu đạo không hề tầm thường. Trước tiên, ông ta lôi một tên đệ tử tới hỏi, xem xem song phương có chết người không. Nghiêm lập biết không có người chết, chỉ có mấy người bị thương thì khẽ vuốt cầm, lại cho người gọi quản thanh nhai tới hỏi. Quản thanh nhai đi tới, tất nhiên chỉ nói rằng mình có lý, vẫn cái vẻ phỉ báng quản phương nghi như vừa rồi. Hai tên đệ tử đi theo cũng làm chứng thay nghiêm lập lạnh lùng liếc xéo quản thanh nhai lúc trước khi quan hệ của ông ta với nhiều hữu đạo còn tốt ông ta thường xuyên tới thăm biệt viện mao lư vì vậy ở tử kim động không có ai quen thuộc người của biệt viện mao lư hơn nghiêm lập ông ta cũng thường xuyên giao tiếp với quản phương nghi ít nhiều có hiểu biết đối với quản phương nghi người phụ nữ kia mang ý vị của gái hồng lâu rất nặng giỏi nói lời lẽ êm tai giảng hòa lại thêm nhiều hữu đạo không có ở đây quản phương nghi sao có thể nói lời lẽ hung hăng như thế trong tình hình này Ông ta vô cùng hoài nghi quản thanh nhai, mà ông ta cũng có hiểu biết đối với bản tính gã đệ tử của mình. Quản thanh nhai bị sư phụ lạnh lùng lường một cái chợt trột dạ. Thấy gã có vẻ trột dạ, nghiêm lập nghiêng đầu ra hiệu. Người đi theo ta ra đây, ông ta có ý định tránh những người khác để đơn độc đàm luận với đệ tử. Vâng, quản thanh nhai vâng dạ, ngoan ngoãn theo ông ta đi sang bên. Bên cạnh không có ai khác, nghiêm lập dừng bước xoay người, nhìn gã. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói đàng hoàng. Dứt lời, ông ta lại nhắc nhở, tốt nhất là ngươi đừng nên lừa ta. Quản thanh nhai lúng túng, cố ý ra vẻ hoan ức lắm, nói. Sư phụ, người của biệt viện Mao lư quá kiêu ngạo. Như hữu đạo kia là cái thá gì mà dám đối nghịch với sư phụ. Hắn đã liên tục hai lần hạ độc thủ với người của sư phụ tại châu Bắc. Đệ tử thực sự không nuốt trôi cục tức này, muốn dạy dỗ chúng một trận. Gã chậm rãi kể lại sự việc, nghiêm lập lộ vẻ dữ tợn nói như thế, ngươi làm vậy là để xả giận cho ta. Đã đến phiên ngươi ra mặt thay cho ta sao? Ta thấy là ngươi nhớ mãi không quên văn mặc nhi kia nên cố ý gây sự mới đúng. Quản thanh nhai bi phẫn nói, sư phụ hiểu lầm đệ tử. Đúng, đệ tử thừa nhận vẫn nhớ mãi văn mặc nhi, nhưng không liên quan đến việc đệ tử dạy dỗ người của biệt viện Mao Lư. Sư phụ bị sỉ nhục, đệ tử cũng sẽ bị nhục theo. Đệ tử thực không nuốt trôi, chỉ cần có thể xả giận cho sư phụ, cho giết đệ tử, đệ tử cũng tuyệt không oán hận câu nào. Nghiêm lập, thật sao? Sao lúc Nghiêu Hữu Đạo có ở đây không thấy ngươi ra tay? Nghiêu Hữu Đạo vừa đi, ngươi lập tức sung sướng bật ra. Quản Thanh Nhai oan uổng nói, dù sao Nghiêu Hữu Đạo cũng là trưởng lão của tông môn. Đệ tử dù muốn xả giận thế nào đi nữa cũng đâu đến mức coi môn quy như trò đùa, đâu dám sằng bậy với trưởng lão trong tông môn. Nghiêm lập, ngươi còn biết sợ, lá gan của ngươi lớn lắm, lại dám tát quản phương nghi lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói tới quan hệ giữa quản phương nghi với nghiêu hữu đạo đánh người không đánh mặt ngươi lại dám tát vào mặt nàng ta ngay trước mặt bao người lại còn gã viên cương máu me khắp người kia nữa ta nói cho ngươi biết hắn ta với nghiêu hữu đạo có quan hệ không tầm thường nếu để nghiêu hữu đạo biết các ngươi đã thương hắn ta như vậy hắn ta không lột ra các ngươi không xong quản thanh lẩm bẩm người cũng đã đi thánh cảnh có thể về được hay không còn chưa biết mà dù có sống được thì môn quy còn đó có cho gan hắn cũng không dám làm càn nghiêm lập ha ha cười môn quy ngươi biết cái chó gì môn quy mà có thể dễ dàng ràng buộc hắn tông môn đã sớm chiếm lấy thế lực của hắn vào tay còn cần đến ngươi ngươi thật sự chắc chắn là hắn đi thánh cảnh sẽ không về được chứ ta nói cho ngươi biết ta đã tự mình trải qua chuyện mà hắn làm trong bí cảnh thiên đô lời đồn bên ngoài không nói rõ tên kia còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều thánh cảnh chưa chắc đã có thể hại chết được hắn nếu mà hắn thật sự chạy về, ngươi xem hắn có tính món nợ này với ngươi hay không. Ta thấy ngươi bình thường là kẻ khôn khéo, sao lần này ngu đến mức này. Dù ngươi muốn xả cơn giận thì ít ra cũng phải đợi đến khi xác nhận là hắn không về được có phải hơn không. chương 1437, giam giữ viên cương. Ta nói cho ngươi, trước khi nghiêu hiếu đạo đi đã sớm sắp xếp hậu chiêu, không ai dám vì tiện động vào người của hắn. Ngươi cho rằng ngươi nắm được đằng chui là có cớ để vùng vẫy hay sao? Người quá ngây thơ, tông môn sẽ không vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lợi ích to lớn từ tay thủ của Ngưu Hữu Đạ. Hiện giờ rèn luyện thánh cảnh rốt cuộc như thế nào, vẫn chưa ai biết rõ, người đã dám gây sự ở đây. Ngươi là thằng ngu, nghe sư phụ mắng mỏ, trong lòng quản thanh nhai thật sự có chút sợ sệt. Quả thực có nhiều chuyện gã không biết được, không phải là do sư phụ gã và tông môn không thẳng thắn nói với đệ tử bên dưới, mà là có một số việc chỉ có tầng lớp cao trong tông môn biết. Ví dụ như sự việc trong bí cảnh thiên đô, mọi người đều đoán được là do tử kim động hợp tác với Nhiêu Hữu Đạo, nhưng cụ thể Nhiêu Hữu Đạo làm những gì thì lại không được đưa ra ngoài sáng, và sẽ không để cho mọi người đều biết. Còn về chuyện Nhiêu Hữu Đạo để lại dự phòng sau khi đi và việc trao đổi lợi ích gì với tử kim động, tầng lớp cao của tử kim động dù thỏa hiệp thế nào cũng sẽ không báo cho đệ tử bên dưới. Thế nhưng, dù sao chuyện cũng đã rồi, quản thanh nhai không quá nhu nhược mà còn cố nói. Là đệ tử ngu muội vô tri nhưng đệ tử không hối hận chỉ cần có thể xả cơn giận cho sư phụ đệ tử chết cũng không có gì tiếc ngu xuẩn nghiêm lập quát nhưng lời của gã đệ tử này vẫn khiến ông ta cảm thấy thoải mái trong lòng sau khi nhìn chung quanh một chút nghiêm lập hạ giọng nói việc đã đến nước này ngươi phải quản chặt cái miệng của hai nhân chứng đi cùng ngươi nếu để lộ sơ hở gì đừng trách sư phụ không bảo vệ ngươi hiểu chưa nói rõ ràng như thế quản thanh nhai sao không biết ý của ông ta Ông ta nhắc là phải cắn chặt chuyện quản phương nghi có lỗi trước, bảo đảm hai tên làm chứng kia sẽ không đổi giọng. Thấy thái độ sư phụ, quản thanh nhai vui vẻ, bề ngoài nghiêm túc nói: "Đệ tử hiểu rồi, xin sư phụ yên tâm, con sẽ sắp xếp tốt, họ không dám nói lung tung." Nhiêm lập dặn dò: "Ngươi không được chạy lên kêu gào nữa, chuyện còn lại để tông môn xử lý." Quản thanh nhai cung kính chắp tay nói: "Vâng, đệ tử rõ ràng." Nhiêm lập nhìn về phía biệt viện Mao Lư, không có ý tới đối mặt với đám quản phương nghi đang muốn xoay người đi lại có người do cung lâm sách phái tới tìm nghiêm trưởng lão trưởng môn lệnh cho ngài và các vị trưởng lão cùng tới điện nghị sự bao gồm cả những người gây ra việc này thông báo xong đệ tử kia chạy tới chỗ mạc linh tuyết đang khống chế cục diệt truyền đạt lệnh đi nghị sự điện một lát sau mấy vị trưởng lão tụ hội ở điện nghị sự tụ tập vào lúc này tất nhiên là để thương nghị giải quyết mâu thuẫn tại biệt viện mao lư muốn giải quyết vấn đề đương nhiên phải biết rõ tình huống ba người quản thanh nhai gây sự cũng được đưa tới điện nghị sự trần thuật lại sự việc quá trình không cần phải nói quản thanh nhai vẫn cắn chặt ý tứ là quản phương nghi làm càn trước gã là đệ tử tử kim động đương nhiên không thể đứng yên nhìn cho nên ra tay dạy dỗ vốn không phải chuyện gì ai ngờ viên cương đột nhiên chạy ra vừa lộ mặt đã vung đao muốn giết người quả thực càn quấy còn đảnh vài đệ tử tử kim động bị thương hai đệ tử tử kim động đi cùng quản thanh nhai đương nhiên cũng làm giữ nguyên lời chứng Nghe mấy người trần thuật lại xong, cùng lâm sách tỏ thái độ ba phải cái nào cũng được, chưa tỏ rõ điều gì, chỉ vung tay ra hiệu cho ba người quản thanh nhai lui ra. Ông ta vuốt râu trầm ngâm nói, viên cương này chỉ bằng một bộ công phu hành luyện mà đệ tử đánh bị thương mấy tử kim động ta. Mạc Linh Tuyết lên tiếng, ta đã hỏi các đệ tử đánh với hắn ta tại hiện trường. Công phu hành luyện của người này quả thực lợi hại, gần đau thương bất nhập, kiếm khí chí mạng cũng chỉ thể đả thương ra thịt của hắn ta, bằng không hắn ta đã mất mạng từ lâu không chỉ lực phòng ngự thân thể cường hãn, mà lực của hắn ta cũng lớn vô cùng. Tốc độ công kích của hắn ta mau lẹ, hung mãnh, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần mà đối cứng với tu sĩ kim đan của phái ta. cả đám người vây công hắn ta mà không bắt lại được, còn không dám tùy tiện tới gần thân thể hắn, chỉ đành vây công từ xa, bằng không không chỉ có mấy đệ tử bị thương mà thôi. người này dường như có sức lực dùng mãi không hết, vết thương đầy rẫy mà thể lực vẫn không kiệt, quả thực kinh người. Cung Lâm sách Trần chờ nói. Trên đời sao lại có công phu hoành luyện thô bạo như thế, các người có từng nghe nói không? Mọi người đều yên lặng suy tư, rồi lắc đầu, biểu thị là chưa từng nghe nói. Phó quân nhượng nói, trưởng môn, hiện tại vấn đề là sự việc đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Đệ tử bên dưới đang nhìn, nên xử lý như thế nào? Cung lâm sách không vội vã nói ra, tránh hết đường cứu vãn, hỏi ngược lại. Các ngươi có ý kiến gì? Nguyên ngạn nói, quản thanh nhai nói là quản phương nghi vô lễ trước. Quản Phương Nghi nói không có, ai đúng ai sai e là còn phải xác định, không thể nghe lời nói một phía của Quản Thanh Nhai. Nghiêm Lập Bản không nói gì, ông ta nghe nói thế cũng không vui, mấy trưởng lão đều có lợi ích riêng, có xung đột lợi ích thì khó có thể hòa hợp êm thấm. Thế lực của bản thân Nghiêm Lập trong môn phái vốn không lớn, không thể trách nhiệm rơi vào thân đồ đệ mình. Một khi trách nhiệm được chứng thực, quyền lực một phía do Quản Thanh Nhai nắm giữ chắc chắn sẽ khó bảo toàn. Đến lúc đó quyền lên tiếng của nghiêm lập trong môn phái càng mỏng manh hơn. Nghiêm lập lên tiếng, nguyên trưởng lão, nói như ngài là tình nguyện tin tưởng người ngoài chứ không tin đệ tử bổn môn sao. Nguyên ngạn lạnh nhạt nói, nghiêm trưởng lão, ta không có ý này. Tử kim động chúng ta tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, không thể đổ oan cho người tốt, cũng không thể để kẻ xấu gặp may. Ông nói có đúng không? Nghiêm lập đối trọi gay gắt, ai là người xấu? Có hai đệ tử bản môn làm chứng, chẳng lẽ không đủ để chứng minh cho quản thanh nhai sao? Phó quân nhượng chậm rãi đáp trả, theo ta biết, hai đệ tử kia vốn nghe lệnh quản thanh nhai, đôi khi nhìn việc thiên lệch là điều khó nói. Lời nói của phó quân nhượng chứa thâm ý, được rồi, không tranh cãi nữa. Cung lâm sách thấy có người muốn kéo sự việc sang hướng khác, quyết đoán gián đoạn tranh chấp. Quản thanh nhai và quản phương nghi đều nói có lý, ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, ai cũng có khả năng nói dối, nhưng cũng sẽ không ai thừa nhận. Trước khi định ra kết quả, chúng ta là đệ tử tử kim động thì phải tin tưởng người mình trước ông ta nói vậy cũng có lý những người khác không nói gì nữa điều then chốt là cung lâm sách ở tông môn có thế lớn nếu không chắc chắn thì người khác không tùy tiện va chạm trực tiếp với cung lâm sách nếu không thì cái ghế trưởng môn của cung lâm sách cũng không phải để ngồi không nghiêm lập ngẩng đầu nhìn nóc nhà trong lòng hơi sướng khoái phó quân nhượng trưởng môn có ý xử trí biệt viện mau lư người cung lâm sách nơi này không có người ngoài Giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Ngưu Hữu Đạo còn đang thay mặt cho Tử Kim động rèn luyện ở thánh cảnh. Chúng ta không biết tình huống lần rèn luyện thánh cảnh này như thế nào, xử lý bừa bãi sẽ để lại hậu họa. Còn về đám người dưới của Ngưu Hữu Đạo, nếu làm bừa, bọn họ mà thật sự gây ra chuyện gì, ta nghĩ các vị cũng không muốn nhìn thấy. Đôi bên chỉ bị thương nhẹ, còn chưa tới mức quá đáng, các vị nói sao? Ông ta muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ, nguyên ngạn lên tiếng, trưởng môn trong mắt đệ tử bên dưới, người của biệt viện Mao Lư là người ngoài. Nếu chúng ta tin tưởng đệ tử từ kim động của chúng ta trước, vậy chứng tỏ quản thanh nhai không làm sai. Đệ tử bổn môn đã không sai còn bị người ngoài đả thương mấy người. Nếu tông môn không xử lý tốt, e là chẳng còn gì đáng nói. chương 1438, bó tay chịu trói một. Cung lâm sách nước nguyên ngạn, đệ tử bên dưới dễ nói, chỉ cần người ở đây trấn an vài câu là xong nhưng vấn đề là những người này chưa chắc đã toàn lực phối hợp mà sẽ ngầm làm chút chuyện quạt gió thổi lửa cổ động đệ tử bên dưới gây sự ồn ào là việc có thể xảy ra đối phương nói vậy có vẻ có lý thực ra giáp tâm bất lương cố ý đẩy vấn đề khó khăn cho ông ta cung lâm sách là trưởng môn có trách nhiệm to lớn là cân nhắc các quan hệ lợi ích trong môn phái trầm mặc một lát cung lâm sách từ từ nói nói về tổng thể thái độ của biệt viện mao lư coi như đã kiềm chế chuyện nào ra chuyện đấy ai đánh đệ tử bản phái bị thương thì kẻ đó chịu trách nhiệm, không cần liên lụy đến người vô tội. Dù sao như trưởng lão cũng đang ra sức cho tông môn tại thánh cảnh, chúng ta là người ở phía sau không thể gây ra chuyện khiến người ta thất vọng. Là cái tên viên cương kia ra tay chứ gì, bắt viên cương kia lại, nhốt vào ngục sau núi, sau đó cảnh cáo những người khác của biệt viện Mao Lư không được tái phạm. Phó quân nhượng cao mày nói, đã thương bao nhiêu đệ tử của chúng ta mà chỉ giam giữ, bảo các đệ tử làm sao phục. Cung lâm sách lạnh mặt, lường phó quân nhượng lạnh lùng nói phó trưởng lão ta đã nói rồi hiện giờ như trưởng lão đang ra sức cho tông môn ở thánh cảnh thậm chí phải bán mạng chưa nhìn thấy kết quả thì đừng vội làm bừa giam giữ viên cương trước đã còn về bao giờ thả ra thì phải xem tình huống như trưởng lão ở thánh cảnh ý của ta đã nói rõ ràng chưa ngữ khí của ông ta đanh lại rõ ràng là đang nổi giận vì bị đối phương ép bức không cần nói rõ ra mọi người cũng hiểu Hiện giờ giam giữ viên cương chỉ là tạm thời giam giữ, có thể thả ra hay không thì phải xem tình huống như hữu đạo. Nếu như hữu đạo không thể sống sót trở về, bên này tự nhiên sẽ nghiêm trị viên cương, đến lúc đó, muốn chém muốn giết chẳng qua chỉ là một câu nói. Cung lâm sách vừa phát hỏa, lời đã nói đến mức độ này, mà phương thức xử lý cũng coi như vẹn toàn đôi bên, cho nên không ai nói gì thêm. Nghiêm lập nịnh, trưởng môn anh minh, phó quân nhượng lạnh lẽo lườm, hiện giờ biệt viện Mao Lư đang đối lập với đệ tử bản phái. Cử đệ tử bình thường đi sợ là lại gây xung đột, cần người đủ lực tự mình đi áp chàng chấp hành. Sự việc do đệ tử của nghiêm trưởng lão gây ra, ta thấy chuyện bắt giữ viên cương do nghiêm trưởng lão tự dẫn người đi chấp hành đi. Người hơi rõ nội tình vừa nghe lời này là biết cất chứa dã tâm. Đệ tử của nghiêm lập đánh người của nghiêu hữu đạo, bây giờ lại muốn bản thân nghiêm lập tự mình dẫn người đi bắt người của nghiêu hữu đạo, đó là muốn đẩy quan hệ giữa nghiêm lập và nghiêu hữu đạo rơi hẳn xuống hố lửa, muốn làm cho đôi bên như nước với lửa một khi nghiêu hữu đạo trở về hắn có thể giảng hòa với nghiêm lập nói từ mức độ nào đó chỉ cần giữ tâm tư cho rằng nghiêu hữu đạo chẳng may có thể về có thể mượn thế lực của nghiêu hữu đạo chèn ép thế lực của hệ phái trưởng môn kiếm lời từ đó nghiêm lập cả giận nói cái gì gọi là sự việc do đệ tử ta gây ra phó trưởng lão người phải biết rằng người của biệt viện mao Lưu vô lễ nếu là bất kỳ đệ tử tử kim động nào cũng sẽ không tha thứ cho người ngoài dám làm càn trong tử kim động tất cả im miệng cho ta cung lâm sách lại quát ngang chính vì chuyện này liên lụy tới đệ tử của nghiêm trưởng lão nên nghiêm trưởng lão nhất định phải tránh hiểm nghi tránh có người nói từ kim động chúng ta xử lý bất công việc công trả thù riêng nói có lý chẳng ai nói gì được cung lâm sách nhìn về phía mạc linh tuyết nói mạc trưởng lão phụ nữ dễ nói chuyện việc này giao cho ngươi đi ta mạc linh tuyết nghẹn giọng có cung lâm sách làm chỗ dựa mà cung lâm sách đã quen xử lý nhanh cục diện này hành vi làm khó nghiêm lập bị cung lâm sách lần lượt hóa giải cuối cùng mạc linh tuyết đứng ra dẫn một nhóm đệ tử tử kim động đi biệt viện mao lư bắt biệt viện mao lư giao viên cương ra giao viên cương cho tử kim động dẫn đi này làm sao có thể quản phương nghi không thể nào đáp ứng chuyện này trước đây không tiếc để cho vô chiếu hành và vân cơ mạo hiểm cứu viên cương ra vì cái gì chứ chính là vì sợ viên cương sẽ gặp nguy hiểm há có thể lần nữa chắp tay đưa ra để viên cương mạo hiểm bà ta cũng không dám làm chủ chuyện này người của mao lư sơn trang đều biết rõ quan hệ của viên cương và ngưu hữu đạo viên cương ở nơi này sở dĩ có thể chống lại quản phương nghi bà ta chính là bởi vì lòng của người già của mao lư sơn trang đều hướng về viên cương nếu như bà ta thật sự đồng ý chuyện này không nói đến sau này khó có thể lăn lộn ở nơi này trong nội bộ mao lư sơn trang sẽ xảy ra mâu thuẫn xung đột kịch liệt trước tiên không cần người ngoài động tay bản thân nội bộ mao lư sơn trang đã có thể sụp đổ thấy quản phương nghi nhất định không đồng ý Mạc Linh Tuyết đứng đối diện với cửa biệt viện cũng khó xử, nàng ta cũng không tiện miễn cưỡng, làm lớn chuyện khó mà kết thúc, thế lực nghiêu hữu đạo không nhỏ, nơi này một khi xảy ra chuyện, sự việc lan đến ngoại giới cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bản thân bà ta cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mạc Linh Tuyết từ bên phía nhân thủ tử Kim Động đi ra, trực tiếp đi về hướng trong cửa lớn của Mao Lưu biệt viện. Đám người vu chiếu hành nhanh chóng canh phòng ở cửa, kiếm đeo ở sau lưng, vu chiếu hành đã cầm trên tay, một đám người nhìn chằm chằm đối mặt với người đến. Thấy động tĩnh này, đám người tử kim động nhanh chóng xông lên phía trước. Mạc Linh Tuyết quay người chờ tay đẩy một cái, ra hiệu với đệ tử tử kim động tất cả lui ra. Đám người tử kim động đưa mắt nhìn nhau, chờ mắt nhìn Mạc Linh Tuyết đi đến cửa biệt viện. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, không cần phải đề phòng ta như vậy. Mạc Linh Tuyết một mình đền chỉ chỉ người ngăn ở cửa, nói với Quản Phương Nhi sau bức tường người, Hồng Nương, ta một thân một mình đi vào, các ngươi còn sợ gì hay sao? Có những lời ta cảm thấy tốt hơn hết vẫn là nói riêng với ngươi, quản thanh nhai đã động thủ với ngươi, ngươi còn có thể nhân nhượng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện đâu nhỉ. Quản Phương nghi hơi do dự, cuối cùng vẫn là phất tay ra hiệu nói, để Mạc trưởng lão vào đây. Đám người Vu Chiếu hành nhường ra một con đường, Mạc Linh Tuyết với tay ném kiếm trong tay về bên phía đệ tử Tử Kim Động, xoay người tay không mà vào, tỏ vẻ không có ác ý với người của Mao Lưu biệt viện bên phía bên này những đệ tử kia của bà ta lại lắp bắp kinh hãi, có người hô, sư tôn, không được. Lo lắng sư phụ một mình đi vào, ngay cả vũ khí cũng không mang, sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Mao Lư Biệt Viện đã chẳng kiêng nể mà đối khác với tử kim động, trước đó thậm chí là trực tiếp động tay rồi, ai dám cam đoan là người của Mao Lư Biệt Viện sẽ không đột nhiên động tay với Mạc Linh Tuyết. Một thân một mình đi vào, quá nguy hiểm rồi. Mạc Linh Tuyết bỗng quay đầu quát, không có lời của ta, bất kỳ người nào cũng không được đến gần Mao Lư biệt viện một bước, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị không tha. Đám đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào, lại trơ mắt nhìn đám người vu chiếu hành phong bế lối vào. Quản Phương Nghi và Mạc Linh Tuyết gặp mặt nhau ở cửa sân, vân cơ theo sát bên người Quản Phương Nghi đề phòng. Mạc trưởng lão có gì cần nói? Quản Phương Nghi hỏi một tiếng, không quên lễ nghi. Mạc Linh Tuyết nói, có một số lời vẫn là gặp viên cương cùng nói đi. Không được, quản phương nghi cự tuyệt một tiếng. Mạc Linh Tuyết giang hai cánh tay, tỏ ý bản thân không mang vũ khí, tôi như vậy các người còn có gì không yên tâm hay sao? Nếu như ta thật sự muốn dùng sức mạnh, tội gì một thân một mình đến cướp người hoặc sát hại viên cương, trực tiếp để người tấn công vào đây là được rồi, nơi này là tông môn tử kim động, cao thủ như mây, các người chống đỡ nổi hay sao? chương 1439, bó tay chịu trói khai Không Nương, ta là mang theo thành ý đến giải quyết vấn đề, nếu như ngươi tiếp tục nhất định cố chấp, sẽ có hậu quả gì tự bản thân ngươi suy tính. Các ngươi không muốn làm lớn chuyện, tử kim động cũng không muốn làm lớn chuyện, mọi thứ dễ thương lượng, chẳng lẽ ngươi thật sự không cho một chút đường sống nào để thương lượng hay sao? Quản phương nghi trầm mắt, viên cương ở trong một gian phòng cách đó không xa, cách nơi tụ tập lượng lớn nhân thủ Mao Lưu Biệt Viện cũng không xa. Toàn bộ Mao Lưu Biệt Viện đã bị người của tử kim động bao vây, nhân thủ của Mao Lưu Sơn Trang có hạn, lúc này không thích hợp phân tán, chỉ có thể tập trung chung một chỗ phòng bị khi mạc linh tuyết đi theo đến trong gian phòng kia người trong phòng đang giúp viên cương băng bó thân thể bị thương khắp nơi trên người đều là thương tích do kiếm khí gây nên người băng bó giống như bánh trưng trên vải trắng còn có vết máu ẩn thấu người trong phòng tạm dừng động tác viên cương lạnh lùng nhìn mạc linh tuyết đi vào xong quyền dần dần nắm lại quản phương nghi gượng gạo giải thích một câu mạc trưởng lão nói có chuyện cần tìm chúng ta bàn bạc mạc linh tuyết nói không sao xử lý vết thương trước quan trọng hơn băng bó xong mới nói cũng không muộn đám người đoạn hổ nhìn nhau tiếp tục giúp viên cương băng bó tốc độ băng bó trái lại vô ý thức nhanh hơn nhiều vết thương xiết lại chạm vào nhau không khỏi đau đớn viên cương mặt không biểu tình ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích sau khi băng bó xong mạc linh tuyết mỉm cười tán thưởng quả nhiên là hảo hán viên cương hỏi muốn nói cái gì mạc linh tuyết trực tiếp nói người đánh thương đệ tử tử kim động ta phụng mệnh đến đem ngươi tống vào ngục nói trắng ra đây chính là sự trừng phạt đối với ngươi Viêm cương tống giam ta vào ngục là người của các ngươi động thủ trước là người của các ngươi đả thương người của chúng ta trước lý lẽ này nói như thế nào mạc linh tuyết quản thanh nhai và các ngươi bên nào cũng cho là mình phải nhất thời khó phân biệt thật giả sự việc đến nước này tiếp tục từ từ truy cứu ai đúng ai sai chẳng quan trọng điều quan trọng là nơi này là địa bàn của tử kim động người ở trước con mắt bao người đả thương đệ tử tử kim động mà các ngươi còn là người ngoài Người ngoài ở bên trong tử kim động đã thương đệ tử của tử kim động, nếu như tông môn không chừng trị ngươi một chút, không cách nào ăn nói với toàn bộ đệ tử của bổn phái. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi chịu thiệt, bị ủy khuất, nhưng có một số đạo lý không thể nói như vậy, có một số đạo lý cũng không thể nói rõ, ở trên mảnh đất này ai nói mới được tính, hẳn là trong lòng của chính các ngươi hiểu rõ. Viên cương, bất kể ai đúng ai sai, ta nhấy định phải nói ngươi một câu, ngươi quá kích động rồi. Ngươi không phải nghiêu hữu đạo, người cũng không có năng lực của Ngưu hữu đạo người không chấn áp được cục diện này người can thiệp vào vô dụng không hù dọa được ai có một số việc cũng không phải cậy mạnh là có thể giải quyết nếu như ngươi đã ra mặt gây ra chuyện thì phải ra gánh chịu ngươi có thể cự tuyệt đi với ta nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ một chuyện để từ từ kim động ở nhà mình bị người ngoài đả thương hơn nữa không chỉ đả thương một hai người bây giờ một đám người ngoài càng là tập thể ở bên trong từ kim động chống đối với từ kim động đây là tính chất gì Tử kim động có thể che mắt che tai coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bất kể ai đúng ai sai, hành động của các người đã làm tổn thất thể diện tử kim động. Bây giờ trưởng lão ta đây đích thân đến đòi người, hơn nữa còn thương lượng đàng hoàng với các ngươi, không truy cứu những người khác, chỉ dẫn một mình ngươi đi, tiện cho toàn bộ đệ tử trong môn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Đây chính là thái độ đã là đưa ra thỏa hiệp cho Mao Lư biệt viện. Nói trắng ra là cho nghiêu hữu đạo thể diện, không phải cho các ngươi thể diện. Nếu như các ngươi tiếp tục cự tuyệt, không chỗ cho mặt mũi của tử kim động, chỉ có thể dùng sức mạnh với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể phản kháng, nhưng kết quả, ở nơi này, viên cương ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Cuối cùng ngươi cũng rơi vào trong tay bọn ta, mà những người khác của Mao Lư biệt viện vì ngươi mà phản kháng, ngươi cảm thấy sẽ vì thế mà chết bao nhiêu. Bởi vì một mình ngươi, hai chết nhiều bạn như vậy, ngươi cảm thấy đáng sao? Viên cương, đừng tiếp tục kích động nữa. Nghiêu hiểu đạo có năng lực, nhưng có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, ta nghĩ cũng không dễ dàng gì, cũng bỏ ra tâm huyết giấy lớn, ta không tin có thể thuận buồm xuôi gió nhặt được lợi ích. Chính bởi vì ngươi nhất thời kích động, khiến cho tâm huyết của nghiêu Hữu đạo lụi tàn theo lửa, ngươi cảm thấy đáng hay sao? Lấy tính mạng những người khác của Mao Lư biệt viện vì sự xúc động của ngươi mà trả giá, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy là thích hợp hay sao? Tinh lực dũng cảm tuy đáng kính, nhưng nếu như không giải quyết được vấn đề chính là hữu dũng vô mưu chỉ có thể biến thành trò cười ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút lời ta nói bà ta nói xong viên cương trầm mặc quản phương nghi thấy hắn ta dường như đã bị lời nói làm cho rung động rồi vội vàng lên tiếng ngăn chặn không được ngươi không thể đi nếu như ngươi xảy ra chuyện rồi ta không cách nào ăn nói với đạo gia mạc linh tuyết lập tức sửa chữa nói ngươi sai rồi chúng ta cũng không muốn ẩm ý với đạo gia đến mức không cách nào ăn nói dẫn hắn ta đi không có ý tổn thương hắn ta, chỉ là tạm thời giam giữ hắn ta, chỉ là cần bắt hắn ta để có cái ăn nói với đệ tử Tông Môn, đợi đến khi tình thế sự việc qua đi, đương nhiên sẽ thả hắn ta ra. Quản Phương Nghi, dứt khoát mà nói, bảo đảm an toàn của hắn ta như thế nào. Mạc Linh Tuyết buông tay nói, ta có thể nói chuyện như vậy với ngươi, chẳng nghĩa không thể chứng minh thành ý từ kim động không muốn làm lớn chuyện hay sao chẳng lẽ các ngươi cứ phản ẩm ý đến mức tử kim động không thể không tiến hành quy mô lớn tiến công mao lưu biệt viện để bắt người hay sao? Thật sự muốn náo đến không e rè đổ máu hy sinh mới cam tâm hay sao? Được, viên cương đột nhiên một lời đáp ứng, ta đi theo các ngươi. Hầu tử, viên gia, quản phương nghi và đám người đoạn hổ cùng hô, viên cương lại nâng cánh tay quấn đầy vải băng, ngăn bọn họ tiếp tục nói. Về phần đối phương có tuân thủ hứa hẹn không hại hắn ta hay không, đối với hắn ta mà nói đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ người ở đây, tất cả hậu quả hắn ta đều nhận, nguyện ý làm việc hy sinh này. Hắn ta vốn chính là người một bầu nhiệt huyết có tinh thần hy sinh này. Ở một mức độ nào đó, lời nói của Mạc Linh Tuyết đã thuyết phục hắn ta. Mà việc hắn ta đưa ra quyết định, quản phương nghi không ngăn cản được, mà kệ quản phương nghi lo lắng việc gì mà khuyên bảo cũng vô dụng, cuối cùng viên cương toàn thân băng bó đi theo Mạc Linh Tuyết ra ngoài biệt viện. Dưới cái phất tay ra hiệu của Mạc Linh Tuyết, đệ tử tử kim động tiến lên, trái phải áp giữ cánh tay của viên cương áp đi. Trước khi rời đi, Mạc Linh Tuyết hạ lệnh cho đệ tử tử kim động đang bao vây Mao Lư biệt viện, đệ tử tử kim động nghe lệnh, tông môn đã bắt thủ phạm, sự việc đã giải quyết, tất cả mọi người lui ra, không được tiếp tục quấy rối Mao Lư biệt viện, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị. Đệ tử tử kim động giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng rút lui. Cửa biệt viện, đám người trong biệt viện trơ mắt nhìn viên cương bị bắt đi, không ít người cảm thấy vô cùng uất ức, khi đạo gia còn ở đây ai dám làm loạn với mau lư biệt viện, đạo gia vừa đi, cứ như vậy bị người khác ức hiếp đến tận cửa, ngay cả phản kháng cũng không dám. Quản Phương Nhi cũng không biết nên nói viên cương cái gì mới phải, sớm biết ngoan ngoãn bó tay chịu trói như vậy, thì trước đó hà tất phải kích động. chương 1440, trưởng môn, như trưởng lão trở về rồi một. Bà ta cũng không cách nào trách cứ viên cương, viên cương là vì bà ta ra mặt mới rơi vào kết cục như vậy. Chỉ có điều việc viên cương chủ động khuất phục, ngược lại tránh khỏi việc nội bộ mao lư sơn trang chia rẽ cấm địa sau núi cấm địa tông môn dùng để giam giữ tội nhân viên cương bị giam giữ vào sơn động đá tối đen như mực nơi này thuật độn thổ của vân cơ cũng vô dụng cung lâm sách một thân một mình ở trong hành lang nhà thủy tạ bồi hồi suy tư ông ta và những trưởng lão khác không giống nhau ông ta là dê đầu đàn của môn phái nhất định phải cân nhắc sau sự việc này có nảy sinh hậu quả gì đối với tử kim động hay không cái gọi là rừng lớn loại chim gì cũng có một môn phái lớn như vậy, đấu đá quyền lực nội bộ không thể tránh khỏi. Ở một điểm này, kỳ thật ông ta và những trưởng lão khác cũng không khác gì. Không giống nhau ở chỗ, ông ta đã là nhân vật chỗ hết tài năng trong tranh đấu, ông ta quản lý toàn bộ tử kim động, chức trách không thể ngừng ở trên vai trò trước đây, tất cả mọi người sẽ chú ý ông ta có thể đảm nhiệm vai trò trưởng môn này hay không. Trong lúc bồi hồi, vừa suy tư, cũng đang đợi tin tức bên phía Mao Lưu Biệt Viện bên kia. Đệ tử nghe ngóng tình hình tiến triển quay về, nhanh chân đi vào trong hành lang nhà thủy tạ, bẩm báo nói, trưởng môn, mạc trưởng lão đã bắt viên cương rồi. Đem tiến trình sự việc thăm dò được kể lại một lần. Cung lâm sách sau khi nghe được thở vào một hơi, cũng khẽ mỉm cười, mạc linh tuyết làm rất tốt, không đánh mà thắng đã giải quyết xong sự việc, đây chính là kết quả tốt nhất, vừa có thể cho đệ tử bên dưới một câu trả lời, vừa không mở rộng thêm mâu thuẫn. Vào lúc này chém giết đẫm máu với Mao Lư Sơn Trang tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, nếu như truyền ra ngoài, sợ là rước lấy một hệ thế lực kinh biến kia của Ngưu Hữu Đạo, đối với việc tiếp nhận nhóm thế lực kia dễ sinh khó khăn, có thể kết thúc hòa bình là tốt nhất. Ừm, biết rồi, Cung Lâm sách phất phất tay, ra hiệu đệ tử lui xuống. Không bao lâu sau, Mạc Linh Tuyết Mạc trưởng lão đến, trở về phục mệnh, biểu thị sự việc đã làm xong, đã thành công mang viên cương từ Mao Lưu biệt viện ra giam giữ. Làm rất tốt, sư muội vất vả rồi, Cung Lâm sách khen một tiếng. Mạc Linh Tuyết cười khổ, may mắn mà thôi, ta chỉ là ôm thái độ thử xem mà thôi, không ngờ đến thật sự thuyết phục được viên cương. Nói đến, nam nhân này tuy là dễ kích động, nhưng TTA vẫn rất phục hắn ta, người này đích thật là một hán tử. Trên đường trở về ta đang nghĩ, việc này nếu đổi ngược lại là chúng ta, trong chúng ta có người nguyện ý chủ động hy sinh bản thân mình như hắn ta hay sao? Cung lâm sách trầm mặc đối với vấn đề này không đưa ra được câu trả lời, đáp án nói ra không có sức thuyết phục, cũng không nói nữa, chuyển hướng chủ đề, ta nghe nói khi sự việc phát sinh, Hồng Nương bảo cử an đi thông báo trung lão, sau đó bên phía quy miên các có cho người đến làm gì không? Mạc Linh Tuyết lắc đầu, ta cũng đang chú ý, từ đầu đến cuối, bên phía quy miên các không có bất kỳ động tĩnh nào, bên phía trung lão không có bất kỳ hành động nào. Cung lâm sách khẽ gật đầu, vào lúc này động đến người của Mao Lư Biệt Việt, trong lòng của trung lão nhất định là không vui, chỉ có điều trung lão chính là trung lão, vẫn là đứng ở trên lập trường tử kim động vì đại cục tông môn mà suy nghĩ, không khiến chúng ta khó xử một trận sóng gió dẹp yên, cùng lâm sách nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, sắp xếp người chú ý chặt chẽ bên phía mau Lư biệt viện, đề phòng lại nổi lên cơn sóng nào nữa. Chỉ có điều tình hình lắng lại rồi, ông ta cũng có tâm tư đi xử lý những việc khác, lại gặp mặt với những vị khách quý trong môn lần nữa, cũng không thể lạnh nhạt với mấy vị khách quý này quá lâu. Trưởng môn hiểu nguyệt các nước Tần Ngọc Thương, trưởng môn lăng tiêu các nước Tống Quan Cực Thái, trưởng môn huyết thần điện Cù Phiên, trưởng môn liệt thiên cung Ngô Thừa Vũ, lại lần nữa gặp mặt cung lâm sách. Mấy người ngược lại không phải là cung lâm sách mời đến, mà là họ chủ động yêu cầu đến đây, có quan hệ với Nhiêu Hữu Đạo đi thánh cảnh. Nhiêu Hữu Đạo vừa đi, một khi Nhiêu Hữu Đạo không về được, khả năng từ kim động tiếp nhận thế lực của Nhiêu Hữu Đạo là rất lớn, nước tần hoặc là nói hiểu nguyệt các không hề thẳng thắn gửi gắm hy vọng vào việc Nhiêu Hữu Đạo nhất định có thể quay về, nhất định phải chuẩn bị một con đường khác. Nói trắng ra, nước tần mới thành lập, cần có hoàn cảnh ổn định để đặt nền móng, mà từ Kim động bây giờ ở trong quân đội nước Yến nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn. Giao tình trước đây với Nưu Hữu Đạo chỉ là một chuyện, đối mặt với hiện thực lại là một chuyện khác, cũng chính bởi vì giao tình với Nưu Hữu Đạo, Ngọc Thương lo lắng Từ Kim động sẽ nghĩ nhiều, lần này đến là để hóa giải chuyện này, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó. Khi Nưu Hữu Đạo còn ở đây, Thương Ngọc giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, Nưu Hữu Đạo vừa đi, Thương Ngọc lập tức có hành động. Mà nước Tống tổn Thương Nguyên khí nặng tệ cũng có ý tương tự như vậy. Trước đó bởi vì chuyện của Huệ Thanh Bình, Ngưu Hữu đạo huy động nhân lực làm cho nước Tống rất căng thẳng. Ba đại phái nước Tống lo lắng sau khi Tử Kim động tiếp nhận thế lực của Ngưu Hữu đạo sẽ có một ít động tính chứng minh bản thân đã nắm cỗ thế lực kia, vì để chấn nhiếp, đây là việc rất có khả năng. Ngắm nhìn bốn phía, nước Tống tương đối suy yếu, là đối tượng đả kích tốt nhất, ba đại phái nước Tống không thể không phòng bị cho việc chưa xảy ra, đến nói một chút đạo lý với Tử Kim động. Đạo lý đại khái là, nước Yến bây giờ cũng không tốt gì, không muốn cho nước Hàn thừa dịp cơ hội. Vừa lấy nước Hàn nói chuyện, cũng là hy vọng ổn định nước Yến làm cho nước Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì nước Tống tranh thủ thêm nhiều cơ hội thở lấy hơi. Bất luận là Ngọc Thương, hay là trưởng môn ba đại phái nước Tống, đều biết, chỉ cần tử Kim Động bây giờ án binh bất động, nước Yến bên này sẽ không có năng lực làm mưa làm gió. Nói đến cùng đều là lo trước tính sau, phòng bị cho việc chưa xảy ra. Mấy vị đại lão ở nơi quan trọng của tông môn tử Kim Động ăn uống tán gấu, phi cầm cỡ lớn luôn phiên tuần tra trên vùng trời tông môn lại xông về một phương ninh đón. Phía đông bay đến hai con phi cầm chở người cỡ lớn, người tuần tra phía bên này đương nhiên không dám qua loa, nhanh chóng qua đó chặn đường kiểm tra, sẽ không để cho người ngoài tự tiện xông vào. Kết quả phát hiện người đến lại là người của Đông Hải, mà người dẫn dắt người của Đông Hải đến đây lại là trưởng lão từ kim động như hữu đạo, đệ tử kiểm tra rất là kinh ngạc, như trưởng lão không phải đi thánh cảnh rồi hay sao? Có nghiêu hữu đạo đứng ra bảo đảm, đệ tử kiếm cha lập tức cho đi. Sau khi hai con phi cầm cỡ lớn của Đông Hỉa đến lượn vòng ở phía trên chính điện của Tử Kim Động, Ngưu Hữu Đạo sắp chia tay lại mời người hộ tống lần nữa, đến cũng đến rồi, không ngại cho Ngưu Mỗ làm tận người chủ nhà tình nghĩa. Ý tốt của Ngưu trưởng lão chúng ta chân thành ghi nhớ, thật sự không quá phù hợp, nguyên nhân Ngưu trưởng lão biết rõ. Chúng ta đã đưa Ngưu trưởng lão đến, nên tuân theo pháp chỉ của đại thánh nhanh chóng quay về phục mệnh. Yêu tu Đông Hải cầm đầu khéo léo từ chối ý tốt của Ngưu Hữu Đạo, đi một quãng đường dài đằng đẵng đến đây, không phải không muốn nghỉ chân một chút, mà là sau khi đại thánh Đông Hải hỏi rõ tình trạng Nghiêu Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh, phát hiện bản thân Nghiêu Hữu Đạo cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào trong lòng hơi sợ hãi, vô ý cuốn vào quá sâu, có ý đồ né tránh, có thể phái người đưa Nghiêu Hữu Đạo trở về đã là tận tình tận nghĩa. Đương nhiên, cũng là vì Nghiêu Hữu Đạo mở lời muốn mượn phi cầm dùng một phát, dựa vào địa vị giờ phút này của Nghiêu Hữu Đạo không tiện từ chối chương 1441, trưởng môn, như trưởng lão trở về rồi hai. Mà bản thân Đại Thánh Đông Hải đưa Nhiêu Hữu Đạo đến nơi sát bên đất liền liền cáo từ quay trở về, quãng đường còn lại giao cho thủ hạ lần lượt hộ tống, Nhiêu Hữu Đạo vẫn chưa có tư cách khiến Đại Thánh Đông Hải hộ tống đến nhà. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa, các vị thuận buồm xuôi gió, thay ta ngỏ ý cảm ơn đến Đại Thánh. Vâng, sẽ gửi lời nói đến, như trưởng lão bảo trọng. Sau khi hai bên khách khí, nhiều hữu đạo thả người nhảy xuống thẳng tắp bay nhào về phía đại điện tông môn hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão tử kim động đã trở về mà lần trở về này cũng không phải việc nhỏ thông báo cho phía tông môn trước tiên là chuyện đương nhiên hai con phi cầm hộ tống lại bay vọt lên cao dưới sự giám sát của phim cầm cỡ lớn của tử kim động nhanh chóng đi xa như hữu đạo lướt qua hạ xuống bên ngoài đại điện tông môn thở phào nhẹ nhõm cuối cùng quay về rồi nhìn thấy đệ tử tử kim động chung quanh vô cùng ngạc nhiên nhìn mình bản thân hắn cũng không nhịn được buồn cười. Đừng nói là người khác, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới mình có thể trở về nhanh như vậy, trách móc một tiếng, trưởng môn đâu rồi. Đi thông báo giúp ta một tiếng, giọng điệu đùa giỡn, vẫn là phong cách của vị như trưởng lão ấy, không coi mình là người ngoài chút nào. Lời vừa nói ra, lập tức có đệ tử tử kim động tình ngộ lại, nhanh chân chạy như bay. Nơi tiếp khách của tông môn, cung lâm sách đang chuyện trò vui vẻ với mấy vị khác quý, tâm tình cũng rất tốt, Loại cảm giác tay cầm quyền lên tiếng của nước yến làm cho người khác muốn nhờ này đương nhiên là rất tốt. Đệ tử bước nhanh đi đến bên cạnh Cung Lâm Sách, cúi người khẩn cấp bẩm báo, "Trưởng môn, Như trưởng lão trở về rồi." Cung Lâm Sách đang muốn nâng chén vẻ mặt kinh ngạc ngay tại chỗ, tay cầm chén cứng đờ. Vẻ mặt bốn người Ngọc Thương, Quan Cực Thái, Cù Phiên, Ngô Thừa Vũ cũng lờ mờ, dường như đều hoài nghi bản thân nghe nhầm. Cung Lâm Sách chậm chậm quay đầu, hỏi, "Ai trở về rồi?" Đệ tử kia lẩm bẩm trong lòng từ kim động còn có thể có mấy vị nghiêu trưởng lão hay sao? Liền làm rõ thứ tự, nói rõ ràng cho ông ta, nghiêu trưởng lão từ thánh cảnh quay trở về rồi, cầu kiến trưởng môn, người đang đứng ở ngoài chính điện. Cung lâm sách cuối cùng giống như tỉnh ra, phụt một cái đứng lên, quay người hỏi, người xác định không nhìn nhầm, là nghiêu trưởng lão. Bốn người ngọc thương cũng từ từ đứng dậy, tỏ rõ khó có thể tin được. Đệ tử kia nói, như trưởng lão đệ tử làm sao có thể nhìn lầm, nếu như không phải như trưởng lão cũng không cách nào thông qua kiểm tra của đệ tử thủ vệ đến được bên ngoài chính điện cung lâm sách không nói hai lời lập tức quay người rời đi bốn người thương ngọc vội vàng đuổi theo cung lâm sách đi không được bao nhiêu bước đột nhiên lại cau mày ngừng bước vừa rồi là nghĩ đến việc của thánh cảnh muốn làm rõ nghiêu hữu đạo làm sao mà về nhanh đến vậy nhưng bây giờ đột nhiên nhớ đến việc mới phát sinh của mao lư biệt viện nghiêu hữu đạo quay về vào lúc này chẳng lẽ là bởi vì biết được việc của mao lư biệt viện mà nghĩ cách quay về nhưng mà ngẫm lại cũng không đúng, việc của Mao Lư Biệt Viện hôm nay mới phát sinh xử lý, như hữu đạo từ thánh cảnh quay về đường xá xa xôi, về mặt thời gian không khớp. Cũng chính bởi vì nhớ đến việc phát sinh của Mao Lư Biệt Viện, như hữu đạo sớm không về, muộn không về, đột nhiên lại về ngay lúc này, thật sự là việc muốn lấy mạng, ông ta nghĩ đến răng cũng đau, làm sao ăn nói đây? Không cách nào ăn nói, nghĩ đến tinh thần hung hăng càn quấy của Nghiêu Hữu Đạo kia, cùng đại trưởng môn nháy mắt đau cả đầu, chính chủ trở về, việc của Mao Lưu biệt viện có chút không biết nên kết thúc như thế nào. Cung huynh, thế nào rồi? Ngọc Thương đuổi theo hỏi một tiếng. Cung lâm sách quay đầu, thấy mấy người đều theo tới. Lúc này quay người mỉm cười nói, các vị về khách viện nghỉ ngơi trước, cùng mỗ xử lý một số việc nhà trước. Bốn người muốn nói lại thôi, cũng muốn gặp Nhiêu Hữu Đạo, muốn hiểu rõ rốt cuộc thánh cảnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cung lâm sách bỏ lại lời nói liền đi, bốn người muốn đi theo lại bị đệ tử tử kim động ra mặt chặn lại, cứng rắn mời bốn người giỏi đi, bốn người lại không tiện ở tử kim động dương oai. Cái gì, như hữu đạo quay về rồi. Phó quân nhượng khoanh chân ngồi tính tỏa trong phòng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn đi thánh cảnh mới bao lâu, làm sao có thể trở lại liền. Đệ tử trả lời, sư tôn, không sai, quả thực là nưu hữu đạo trở về rồi, bây giờ đang đợi ở ngoài đại điện nghị sự, ta tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Quay về rồi, phó quân nhượng nhanh chóng đứng dậy, thời khắc quanh quần một chỗ suy tư, chợt ngừng bước lầm bầm cười lạnh một tiếng, quay về là tốt, trưởng môn không phải muốn giúp nghiêm lập sao, ta bây giờ xem bọn họ làm sao kết thúc. Cọng rơm cứng quay về rồi, vị trí chấp sự của quản thanh nhai kia e là không giữ nối, cơ hội của ngươi đến rồi. Nhưng đầu nhắc nhở đệ tử của mình, vẻ mặt đệ tử mừng rỡ, chắp tay không người nói, đệ tử hoàn toàn dựa vào lời phân phó của sư tôn. Đi, đi xem xem, phó quân nhượng vung tay thét to một tiếng, nghe đệ tử bẩm báo, nghiêm lập ngồi trong định uống trà thiếu chút nữa làm mình bị sặc, miến cưỡng nuốt ngụm trà trong miệng xuống, đưa tay lau vệt nước nơi khóe miệng, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi nói cái gì? Quản thanh nhai đang ngồi một bên nói chuyện cùng sư phụ nghiêm lập ngây dại, sư đồ hai người đang nói về việc bên phía Mao lư biệt viện bên kia viên cương đã bị bắt, đây đột nhiên xuất hiện việc nghiêu hữu đạo trở về, khéo đến như vậy, nói đùa không khỏi có chút quá chớn. Đệ tử kia sừng sốt một chút, lại nói rõ lần nữa, như hữu đạo như trưởng lão quay về rồi, đang ở nghị sự đại điện đợi trưởng môn. Nghiêm lập đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, ăn nói hàm hồ. Người tự mình đếm trên đầu ngón tay tính xem, như hữu đạo mới rời khỏi tông môn mấy hôm, làm sao có thể trở lại rồi, coi thánh cảnh là nơi mà hắn lui tới để chơi hay sao. Đệ tử kia bị mắng đến mặt mày ủ rũ, buồn bã giải thích, sư phụ, không có sai, quả thật là nghiêu hữu đạo trở về rồi, sau khi ta nhận được thông tin trao đổi từ phía đệ tử trông coi ngoài nghị sự đại điện, cũng không tin, cấp bách chạy đi xem một chút, không sai thật sự rõ ràng chính là như trưởng lão đương nhiên y phục mặc trên người có chút cổ quái nhưng tướng mạo và thần thái cử chỉ lời nói đích thực là bản thân như trưởng lão không thể nghi ngờ xác nhận rõ ràng như vậy rồi nghiêm lập nuốt khô nước miếng trên người có cảm giác nổi tóc gáy hô hấp cũng có chút hỗn loạn lẩm bẩm tự nói đây làm sao có thể làm sao có thể về vào lúc này chẳng lẽ biết rằng xảy ra chuyện rồi không đúng a à, về mặt thời gian không khớp Quản thanh nhai thử hỏi một tiếng, sư tôn, hắn sẽ gây chuyện sao? Mặc cho trước đây đã được nghiêm lập nhắc nhở, nhưng lời nói bên tai và đích thân thật sự trải nghiệm là hai chuyện khác nhau. Trước đây tuy có chút bị dọa sợ, nhưng hắn ta cũng không quá lo lắng. Tông môn có môn quy của tông môn, hắn ta không tin nghiêu hữu đạo dám làm càn. Nói trắng ra, hắn ta vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Có một số việc chân tướng thật sự không dễ dàng để quá nhiều người biết, nghiêm lập bình tĩnh trở lại vung tay ra hiệu đệ tử lui xuống trước, sau đó mới nói với quản thanh nhai, người bây giờ đừng lộ diện nữa, tìm nơi lẩn trốn trước, tránh đụng phải như hữu đạo đang nóng giận, đợi hắn hết nóng giận rồi mới nói cũng không muộn. Quản thanh nhai có chút trần trừ nói, sư tôn, đến mức đó sao? Môn quy lớn hơn trời, hắn còn có thể không nói đạo lý hay sao? Nghiêm lập trừng mắt nhìn hắn ta, đưa tay chỉ vào mũi hắn ta gian dậy, là ngươi hiểu hắn, hay là ta hiểu hắn? mươi 1442, vị khách biết chim. Ta từng nói qua với ngươi, quan hệ giữa viên cương và hắn không bình thường, làm cho viên cương bị thương thành thế kia, còn bắt viên cương, người còn đích thân đánh quản phương nghi một bà tai, cháu trai kia tuyệt đối là xù lông, không tìm ngươi tính sổ mới là lạ. Tên ngu ngốc nhà ngươi, gây chuyện lúc nào mà không được, chuyện của thánh cảnh lịch luyện còn chưa làm rõ, ngươi đã tìm phiền phức này cho bản thân, ngươi bây giờ không tránh đi chút, còn thật sự muốn đợi hắn lột ra ngươi hay sao? Đừng nói là lột ra ngươi, hắn bây giờ đang trong cơn giận dữ, trực tiếp giết chết ngươi còn có khả năng. Quản thanh nhai không hiểu được, sư tôn, quy định của tông môn còn đó, hắn còn có thể vô pháp vô thiên hay sao? Ta không tin đường đường tử kim động có thể tùy ý hắn làm càn. Trong lòng hắn ta có chút bất mãn, cảm thấy sư phụ cũng quá bất mãn rồi, cảm thấy sư phụ cũng là trưởng lão tử kim động, lại là trưởng môn chi chính tin tưởng, cần gì phải sợ như hữu đạo đến như thế? Vừa nghe như hữu đạo trở về rồi, lại có thể sợ đến như thế, để người ngoài biết được e là trở thành trò cười, khiến cho toàn bộ đệ tử mất mặt theo. Quy định, quy định cũng phải xem người." Nghiêm Lập dường như là chửi ầm lên, ngươi nói quy định với hắn. "Ngươi nói quy định của Tử Kim động lớn, hay là quy định của Phiêu Miếu Các lớn? Ngươi không biết hắn từng làm qua chuyện gì hay sao? Hắn ở Thiên Cốc giết chết trưởng lão của ba đại phái, có thể ở dưới mí mắt của Phiêu Miếu Các không coi quy định của Phiêu Miếu Các ra gì, ngay cả quy định của Phiêu Miếu Các cũng chưa thể hạn chế hắn, quy định của Tử Kim động có thể dọa được hắn sao? Tên đó còn khó giải quyết hơn cả tưởng tượng của ngươi." Ngươi bây giờ còn không xem ra gì, lời ta từng nói với ngươi, ngươi cũng coi là gió thoảng qua tai hay sao. Nhắc đến chuyện thiên cốc giết chết trưởng lão của ba đại phái nước triệu, ngẫm nghĩ thực sự quá lực lưỡng rồi, không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến liên tưởng đến những việc đã làm trước mắt, trong lòng quản thanh nhai lột bột một tiếng, bị lời nói nặng nề này đả kích, có thể nói là hoàn toàn ầm tỉnh rồi, cũng đã thật sự sợ hãi, thêm vào việc nghiêu hữu đạo thật sự trở về rồi, mặt biến sắc, thật sự luống cuống rồi, lúc này chắp tay nói, vâng, đệ tử biết sai rồi, như vậy đệ tử tránh đi một chút. Chậm đã, nhiêm lập chợt gọi hắn ta lại, tiến tới gần thấp giọng nhắc nhở, còn có hai nhân chứng kia, người tốt nhất là bịt miệng bọn họ chặt chẽ, một khi lật lọng, để người khác biết ngươi làm loạn dẫn đến sự hiểu lầm to lớn này, lại có nghiêu hữu đạo gây chuyện, toàn bộ tử kim động không ai có thể bảo vệ ngươi. Ngươi cần phải để hai người họ hiểu rõ, nếu như dám nói bậy, cho dù ngươi gặp xui xẻo, bọn họ từ nay về sau ở tử kim động cũng đừng mong có thể dễ sống, sẽ có người khiến bọn họ hiểu được thế nào là sống không bằng chết, hiểu chưa? Vâng, đệ tử hiểu rõ, đệ tử đi đây ạ, à, sư tôn còn dặn dò gì khác không? Quản thanh nhai lòng dạ dối bời, nghiêm lập chỉ có một chữ, cút. Vâng, quản thanh nhai khúm núm, tranh thủ thời gian chạy, nghiêm lập đứng ở chỗ cú ít sâu vài hơi, sau khi hồi phục một chút tâm tình, cũng nhanh chóng rời khỏi, vội đi về phía nghị sự đại điện xem tình hình. Tin tức nghiêu hiếu đạo đột nhiên quay trở về nhanh chóng truyền ra ngoài, ít nhất cao tầng liên quan đến tỏa trấn tông môn đều biết trước tiên, cũng nhanh chóng đi đến bên này. Chỉ có điều Ngưu Hữu Đạo chờ ở bên ngoài lại chưa nhìn thấy bọn họ. Ngưu Hữu Đạo đứng ở bên ngoài chắp tay đợi mãi vẫn chưa thấy cung lâm sách xuất hiện, trong lòng hoài nghi, liền quay lưng bước lên thềm. Hai đệ tử trông coi ngoài điện nhanh chóng vươn tay ngăn cản hắn, một người cười xòa, trưởng lão, chờ thêm một chút. Ngưu Hữu Đạo nhấc cầm về phía bên trong, tình hình gì đây, thông báo một tiếng cần phải lâu như vậy sao? Trưởng môn rốt cuộc có ở đây hay không? Không ở thì nói nhanh một tiếng, đừng để ta ở bên ngoài đứng đợi mãi được hay không?" Người đó tiếp tục cười xòa nói, "Trưởng lão an tâm đừng vội, trưởng môn đang tiếp khách, có thể phải đợi một lúc." Nưu Hữu đạo nhíu mày nói, "Vị khách biết chim, khách chim gì còn quan trọng hơn việc lão tử quay trở lại." Lời nói này có chút phách lối, nhưng hắn nói cũng không sai, hắn cũng không tin trước mắt còn có việc gì quan trọng hắn việc hắn quay về từ thánh cảnh chẳng lẽ người cũng tử kim động không muốn biết bên phía thanh cảnh xảy ra chuyện gì cung lâm sách lề mà lề mề không khỏi có chút không hợp với lẽ thường hắn ta không phải người hồ đồ có chút dị thường liền khiến hắn hoài nghi dứt lời liền lập tức xông vào trong đại điện hai đệ tử kia vội vàng ngăn cản hắn lần nữa một người khác cười làm lành nói trưởng lão trên nghị sự đại điện cúng bái thần vị của khai sơn lão tổ không có chính sự không được tự tiện xông vào nếu không có hiểm nghi không tôn trọng như hữu đạo ngăn cản ta có ý gì các ngươi là muốn nói ta không bàn chính sự hay sao người đó nói không dám không dám chỉ có điều như trưởng lão ngài cũng biết quy tắc ngài cũng đừng làm khó chúng tôi nghiêu hữu đạo nói quy tắc với ta tới lượt các ngươi nói quy tắc với ta sao các ngươi là trưởng lão hay là ta là trưởng lão bất kính với bên trên bất kính với trưởng lão là ta đây dựa theo môn quy nên xử lý hai người các ngươi như thế nào sư phụ các ngươi là ai để hắn ta đến gặp ta ta ngược lại muốn hỏi thử sư phụ các ngươi, dĩ hạ phạm thượng, tử kim động này còn có quy tắc hay không? Đây không phải là quấy rối hay sao? Người đó cười khổ nói, như trưởng lão, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Như hữu đạo, ta vào trong đợi trưởng môn có được hay không? Đệ tử kia nói, như trưởng lão, điều này thật sự không thích hợp. Ta nói hai người không mọc tóc đúng không? Mắt bị mù rồi hay sao? Đâu ra lắm chuyện như thế, cút qua một bên, xảy ra chuyện thì ta gánh. Nưu Hữu Đạo vung tay đánh chúng, trực tiếp đẩy cánh tay của hai người ngăn cản ra, vẫn cứ nghênh ngang xông vào trong nghị sự đại điện, chắp tay quan sát xung quanh bên trong điện. Hai đệ tử bên ngoài vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ hiển nhiên đều nghe qua chuyện của Mao Lư Biệt Việt, không dám đâm đầu vào rắc rồi, chỉ có điều một người trong đó nhanh chóng từ bên ngoài điện vòng một vòng vào bên trong thông báo. Người còn lại thì ở ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của Nưu Hữu Đạo. Bên trong lầu các sau điện, Cung Lâm Sách chậm chạp không xuất hiện đang ở bên trong quả thực là vì việc của Mao Lưu biệt viện làm cho có chút không dám xuất hiện gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Nguyên ngạn đến rồi, đám người Nghiêm Lập đã đến trước một bước, cũng là cung lâm sách phái người ngăn lại giữa đường, dẫn đi vào từ cửa hông. Vừa gặp Nghiêm Lập, trong bụng cung lâm sách liền bốc hỏa, rất muốn hỏi ông ta, người quản lý người bên dưới như thế nào, gây chuyện lúc nào không được, cứ phải vào lúc nào, thế mà lại vào lúc thánh cảnh lịch luyện gây chuyện, đây không phải là thêm phiền hay sao? có một số việc chỉ có thể để trong lòng hoặc là nói riêng một chút với nghiêm lập ở trước mặt mọi người không thể nói ra người đến đủ chuyện của mao lư biệt viện mấy người gặp mặt thương lượng thật sự là có chút khó khăn muốn giải quyết cũng rất dễ cách tốt nhất là trực tiếp xử lý nghiêu hữu đạo đương nhiên là không còn chuyện nhưng mà sự việc không dễ dàng như vậy không nói đến những nhân tố khác nghiêu hữu đạo là trưởng lão tử kim động không có bất cứ lý do gì không có bất cứ tội danh nào đã giết chết một trưởng lão đây là chuyện không thể nào, môn quy không phải là trò đùa. Cho dù là một đệ tử nhỏ bên dưới, cũng không thể vô duyên vô cớ tùy ý mà sát hại. Thực sự khó giải quyết, lại có đệ tử chạy đến bẩm báo, nói như hữu đạo đã xông vào trong nghị sự đại điện. Thấy không thể tiếp tục kéo dài, cùng lâm sách buông tiếng thở dài, sớm muộn cũng phải đối mặt, đi xem thử là chuyện gì, làm sao mà nhanh như vậy đã từ thánh cảnh trở về.